Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 106, Đông Tuyết Đêm hôm ấy, Hòa Yến toàn thân ướt đấm, trở về phòng, lại vào phòng tắm múc nước một lần nữa, thay đổi quần áo khô mới. Áo choàng của tiêu giác bị nàng làm ướt, Hòa Yến liền đi tìm trầm mộ tuyết để nhờ rửa sạch, rồi treo lên nhánh cây ngoài cửa để hong khô dự định sẽ trả lại cho hắn dù mệt mỏi nhưng tấm lòng của đám giáo đầu lương châu vệ không hoàn toàn vô ích sáng hôm sau hòa yến cảm thấy toàn thân thư giãn ấm áp từ sáng sớm suối nước nóng có thể chữa bệnh không phải là lời nói vô căn cứ nàng vội vàng đứng dậy rửa mặt lúc chạy ra ngoài và dùng cơm liền gặp người tiên phong doanh đang huấn luyện ở diễn võ trường lôi hậu đứng ở phía trước Tiên phong doanh và các tân binh phổ thông khác đã được phân chia rõ ràng qua trang phục. Tân binh phổ thông chỉ có hai bộ trang phục, một bộ màu đỏ sẫm cho xuân hè và một bộ có lớp lót bông mỏng cho thu đông. Trang phục chỉ có đai lưng, không có gì khác để trang trí. Cắt may cũng không vừa vặn, thường phải kéo tay áo lên, như Hồng Sơn béo hơn một chút thì áo căng ra như muốn vỡ. Người trong tiên phong doanh mặc kỵ phục màu xanh đậm, vải vóc tinh tế hơn nhiều và rất vừa vặn đám người này là một nghìn người được chọn ra từ lương châu vệ, ai nấy đều khí vũ hiên ngang, đứng đây khiến người khác nhìn thấy phải sợ hãi. Lôi hậu vốn đã có vóc dáng cao to xuất chúng, mặc kỵ phục trên người hắn như được may đo riêng. Hôm qua, nghe các giáo đầu nói hắn biểu hiện xuất sắc trong tiên phong doanh, có lẽ vì lý do này mà giáo đầu để hắn đứng phía trước, trông rất uy phong và nổi bật. Hỏa Yến đang nhìn xuất thần thì Hồng Sơn đến sau lưng, thấy tình cảnh này, vỗ vai nàng sao vậy trong lòng không thoải mái à không phải hỏa yến nói chỉ là cảm thấy y phục của tiên phong doanh thực sự đẹp hơn y phục của chúng ta quá nhiều không chỉ y phục đâu tiểu mạch nghe vậy trên vào nghe nói họ còn ăn ngon hơn chúng ta mỗi ngày được nhận thêm hai cái bánh màn thầu và có cả cháo thịt thôi ngươi đừng cãi nữa hồng sơn cắt ngang tiểu mạch đang nói liên tục không thấy a à, hòa ca của ngươi đang phiền sao hỏa yến ta không đố kỵ với hắn đúng vậy tiểu mạch sợ hỏa yến buồn phụ họa nói hắn là bài tướng dưới tay a hòa ca có gì đặc biệt hơn người đâu hỏa yến cười đang định nói gì thì lôi hậu dường như chú ý tới ánh mắt của họ quay đầu nhìn lại thấy hỏa yến đang nhìn mình nhưng rồi nhanh chóng quay đi và tiếp tục huấn luyện thằng nhóc này vẫn kiêu ngạo nhỉ hồng sơn cảm thán ghê gớm thật hỏa yến không nói gì tiếp tục đứng đó nhìn lôi hậu huấn luyện một lúc cho đến khi lương bình tới thúc giục họ đi hòa yến mới dừng lại như những giáo đầu nói lôi hậu thật sự rất linh hoạt và khéo léo xứng đáng là thành viên tiên phong doanh nhưng hòa yến vẫn nhớ lần tranh cờ trên bạch nguyệt sơn trước đây khi nàng giao đấu với lôi hậu nàng cảm thấy có gì đó không tự nhiên nhưng sau đó không nghĩ nhiều và bỏ qua hôm nay nhìn thấy lôi hậu ký ức về lần giao đấu hôm đó lại trỗi dậy nhưng nàng vẫn không nghĩ ra được lý do rốt cuộc là chỗ nào không tự nhiên. Lương Bình thúc giục, Hỏa Yến đứng dậy đi tới giá binh khí lấy cây thương, thầm nghĩ dù sao cũng ở Lương Châu Vệ, nếu không được thì tìm cơ hội khác giao đấu với lôi hậu lần nữa. Nhưng trước khi Hỏa Yến có cơ hội đấu lại với lôi hậu, đã nhận được tin tiêu giác muốn rời đi. Lương Châu Vệ nhận được cấp báo, rằng ở Đài Thành, cách Lương Châu ngàn giảm, bách tính gần đây liên tiếp bị người ô thác quấy rối, cướp tiền, lương thực, bắt cóc nam nữ huyện thừa trương đài không thể chịu nổi đành xin giúp đỡ tiêu giác cầu xin tiêu giác dẫn đầu binh đội trục xuất những người ô thác này ô thác quốc từ khi tiên đế còn tại vị đã cúi đầu xưng thần với đại ngụy mỗi năm tiến cống nhưng từ khi đương kim bệ hạ lên ngôi người ô thác bắt đầu dục dịch sau khi loạn nam man và tây khương được bình định người ô thác cũng yên tĩnh một thời gian nhưng gần đây không biết vì sao lại trở nên tồi tệ hơn dám trực tiếp quấy rối biên quan bách tính bệ hạ tính tình nhân từ, đối với hành vi của người ô thác cũng làm ngơ, thêm nữa trong chiều có từ tư một phe chủ hòa, các tướng lĩnh cũng không dám đối phó với vấn đề này. Vì vậy, huyện Thừa Trương Đài mới phải cầu cứu tiêu giác ở Lương Châu. Đô đốc, khi nào lên đường? Các giáo đầu cũng đứng trong phòng tiêu giác, Hòa Yến ngồi ở vị trí trình lý tố thường viết chữ, cửa không khóa, họ cũng không tránh Hòa Yến khi bàn chuyện này. Nhưng việc này cũng không có gì để giấu, từ trương đài tới đi cũng phải một tháng, tiêu giác không có ở đây sẽ bị người khác chú ý. Ngày mai, sớm vậy sao? Lương Bình kinh ngạc. Có thể trong quân còn chưa kịp nói với tiên phong danh. Không cần. Tiêu giác nói. Ta không định mang họ theo. Các giáo đầu đưa mắt nhìn nhau, Hoa Yến nghe lại không ngạc nhiên, các tân binh Lương Châu Vệ dù đã huấn luyện nửa năm, nhưng chưa từng lên chiến trường. Hành quân mệt mỏi tới trương đài, rồi giao chiến với người ô thác ở đó, cũng không phải là thượng sách tiêu hao quá nhiều, người ô thác lại rào hoạt và hung bảo, các tân binh chưa chắc là đối thủ. Nghĩ tôi nghĩ lui, vẫn là nam phủ binh của tiêu giác thích hợp nhất. Tiêu giác mang tân binh đến Lương Châu, còn nam phủ binh chú ở nơi khác. Binh quyền trong tay hắn, có thể dễ dàng danh chính môn thuận mang binh tiến đến. Nếu có tin chiến thắng, bệ hạ cao hứng thưởng hắn chút gì, nàng cũng có thể hưởng ké. Nghĩ đến đây, Hòa Yến gật đầu trong bóng tối, cảm thấy quyết định của tiêu giác thật sự rất tốt. Sau khi thông báo cho các giáo đầu những việc cần chú ý trong thời gian tới, đến đêm khuya, mọi người mới rời khỏi. Tiêu giác từ bàn đứng lên, đi tới cửa chính, định khóa cửa lại thì bất ngờ bị chặn lại từ phía sau, hỏa yến ló đầu ra từ sau cửa. Ngươi làm gì? Hắn hỏi. Hỏa yến không cho hắn đóng cửa, nhưng đầu nhìn hắn, đô đốc, ngươi muốn đi ngày mai à? Tiêu giác không để ý đến nàng, định đóng cửa lại, nhưng hỏa yến nửa người chắn trong cửa, hắn cũng không thể đóng lại, liền mặc kệ đi vào nhà. Hỏa Yến bước qua cửa, vào phòng hắn, ân cần hỏi, đô đốc, lần này đi trương đài, người có nghĩ mang ta theo không? Ngươi, tiêu giác cười nhạo, mang ngươi làm gì, ngại cản trở người chưa đủ nhiều sao? Trong mắt hắn, có lẽ tất cả mọi người ngoài kia đều là cản trở. Lời này đánh giá quá thấp ta rồi, ta có thể giúp ngươi đối phó người ô thác. Thôi, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhướng mày nói một thị vệ đã có thể làm ngươi bị thương còn nói gì đến đánh người ô thác hòa đài tiểu thư đừng mơ nữa lần trước là tình huống đặc biệt hơn nữa đinh nhất không phải người bình thường hỏa yến giải thích đôi câu nhưng trong lòng biết tiêu giác nói cũng có lý vết thương trên người nàng còn chưa lành những ngày này huấn luyện cũng phải cẩn thận sợ vết thương lưu lại di chứng nếu đi cùng trương đài lên chiến trường chưa chắc sẽ không thêm phiền phức nàng giỏi bài binh bố trận nhưng không thể phát huy được một đội chỉ cần một chủ tướng là đủ. Tốt thôi, Hỏa Yến có chút tiếc nuối nói, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn tiêu giác, đô đốc, từ đây đến trương đài, vừa đi vừa về cũng phải một tháng, thêm nữa giao chiến với người ô thác, chỉ sợ lúc ngươi trở về, đã là mùa đông. Vết thương của ta đã tốt bảy tám phần, những ngày này, ta làm gì? Dù có gấp ba ngày huấn luyện, ngươi không có ở đây, ta làm, ngươi sẽ không chống chế chứ? hay là nàng nghi ngờ nhìn tiêu giác ngươi muốn mượn trận chiến ở trương đài để trốn thoát ngươi không định quay lại lương châu vệ để ta lại đây một mình tiêu giác dừng thu thập sách trên bàn quay lại ngẩng đầu nhìn hỏa yến khiến nàng sợ giật mình ánh mắt hắn rơi trên mặt hỏa yến cúi đầu nói thứ nhất ta không nhàm chán như ngươi thứ hai ngươi không phải vị hôn thê của ta không cần phải nói ta để ngươi lại đây thứ ba ta không có ở đây chẳng phải vừa hợp ý ngươi. Ý ngươi là gì hợp ý ta? Hỏa Yến nói, đừng oan uổng ta. Hắn nhìn Hỏa Yến như cười mà không phải cười, còn ngươi đen thẫm sâu thẳm, chỉ hỏi. À, vậy sao ngươi hỏi nhiều vậy? Ta khi nào trở về, có trở về hay không, rất quan trọng. Đương nhiên là quan trọng. Hỏa Yến thốt lên, ta sẽ nhớ ngươi. Có thể không nhớ sao? Nàng chỉ khi thể hiện xuất sắc trước mặt tiêu giác, nhận được sự yêu ái và tín nhiệm của hắn, mới có thể nhanh chóng, đường hoàng và công bằng tiếp cận hòa như phi. Một bồ tát sống bảo bối quý giá như vậy, nàng có thể không muốn sao? Dường như bị lời nói của nàng làm bất ngờ, trong chốc lát, tiêu giác quay đầu đi chỗ khác, mỉm cười nói: người thật sự lời gì cũng nói ra miệng. người đừng lúc nào cũng gọi ta là lừa đảo. ngoài chuyện thân phận, ta chưa từng lừa đô đốc. vừa rồi cũng là thật tâm. chẳng lẽ chúng ta tạm thời chia tay, đô đốc sẽ không nhớ ta sao? Tiêu Giác cũng không biết. "Hỏa Yến, dù gì cũng từng vào sinh ra tử cùng nhau, ngươi không cần tuyệt tình như thế." Tiêu Giác hỏi, "Nói xong chưa? Nói xong thì về phòng của mình đi, ta muốn khóa cửa." Hắn chụp lấy vai Hỏa Yến, đẩy nàng ra cửa chính. "Đồ đốc, đôi khi ta cảm thấy hai ta hoán đổi thân phận, ngươi để phòng ta như vậy, như thể ngươi mới là nữ tử, ta sẽ làm bẩn ngươi vậy." "Ngươi nói nhảm nhiều quá." hỏa yến bị hắn đẩy vào phòng của mình biết rằng hắn thực sự không muốn nàng ở lại liền nhanh chóng lấy ra một vật nhỏ từ trong ngực nhét vào tay tiêu giác khi nửa người trên còn cử động được ầm um, một tiếng cửa bị đóng lại hỏa yến nói vọng qua cửa dù đô đốc ngươi vô tình như vậy nhưng ta vẫn là người trọng nghĩa lần này đi trương đài không có gì để giúp ngươi đưa ngươi cái này trên đường từ từ ăn ta sẽ ở vệ sở chờ tin tức tốt của ngươi nói xong nàng không đợi đầu kia trả lời nằm lên sập thổi tắt đèn đi ngủ bên kia cửa tiêu giác cúi đầu nhìn lòng bàn tay đó là một thanh kẹo mềm khô hùng bọc ngoài bởi một lớp giấy bánh mỏng chỉ nhìn thôi đã thấy thơm ngọt tống đào đào và trình lý tố cũng vậy từ lúc đến lương châu vệ thường đưa chút lễ vật nhỏ chính nàng thích ăn đồ ngọt liền nhờ xích ô đi trong thành mua thật nhiều cũng chia cho hỏa yến không ít hỏa yến nghĩ Tiêu giác thời niên thiếu luôn mang theo túi thơm chứa kẹo hoa quế, yêu thích đồ ngọt không phải giả. Lần trước nàng mua mứt quả cho hắn nhưng hắn không nhận, có lẽ vì đó là mua từ người bán hàng rong trong thành. Tiêu Nhị công tử không chịu ăn đồ ven đường, nhưng thanh kẹo khô hồng này là do tống đào đào nhờ xích hô đến từ lâu nghiêm chỉnh nhờ đầu bếp làm, lần này chắc chắn có thể làm vừa lòng Tiêu giác. Không đến mức ngay cả cái này cũng không ăn, đó cũng quá kén ăn. Chỉ mong hắn có thể biết trân trọng món quà này. Ngày hôm sau, Hỏa Yến tỉnh dậy, đi huấn luyện ở diễn võ trường, đến trưa khi đang dùng cơm, Trình Lý Tố chạy tới. Những ngày qua, vì không thấy Tống Đào Đào, Trình Lý Tố chuyển đến phòng từng ở chung với Hỏa Yến. Mọi người nghĩ hắn không thể kiên trì được lâu, nhưng không ngờ hắn thực sự kiên trì đến bây giờ. So với trước, phòng của hắn đơn sơ không ít, khó duy trì vẻ đẹp trai của thiếu niên lang, nhìn mặt hắn gầy đi trông thấy, dây cột tóc cũng không phối màu với y phục. Hắn thờ hồn hình chạy đến trước mặt Hỏa Yến, lúc Hỏa Yến đang uống canh rau dại suýt bị Trình Lý Tố đụng ngã. Hỏa Yến hỏi. Chuyện gì mà chạy vội thế? Cứu cứu ta. Trình Lý Tố nói. Đại ca, cứu cứu ta đi rồi. Ta biết rồi. Ngươi biết. Trình Lý Tố sừng sốt, sau đó giận dữ. Vậy tại sao không nói cho ta? Nếu hôm nay Trầm Giáo Đầu không nói với ta, ta cũng không biết hắn đã rời đi. Đi rồi sao? Hỏa Yến cũng hơi bất ngờ nàng dậy sớm không chú ý đến tiêu giác tưởng rằng hắn sẽ xuất phát muộn hơn không ngờ lại đi sớm như vậy có lẽ cũng không muốn làm phiền người khác hắn đi sao không mang theo tống đào đào trình lý tố bắt đầu phàn nàn để lại ở lương châu vệ là muốn cho ai ngột ngạt hỏa yến không biết nói gì theo lý tống đào đào là một cô nương xinh xắn đáng yêu thiếu niên lang ai cũng muốn gần gũi vậy mà trình lý tố lại tránh như rắn rết đứa nhỏ này có mắt hay không Nàng hỏi, Tống Đào Đào làm gì ngươi? Ta thấy nàng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Đại ca, ngươi có thể tha cho ta. Trình Lý Tố vẻ mặt đau khổ nói. Lúc trước biết hôn sự này, ta định đi nhìn trộm một chút, ai ngờ lại gặp nàng. Không biết nàng sao đoán ra thân phận ta, của trách ta một trận ngay tại cửa. Của trách ngươi cái gì? Còn có thể là gì, văn võ đều kém, phế vật công tử vô địch trình chứ. Cái này cũng không sao, Sóc kinh không ai không biết ta vốn vô năng, chỉ vậy thôi ta cũng không tức giận. Nhưng nàng lại nói, cùng ta thành thân cũng được, nhưng ta phải treo cổ lên xà nhà học hành cực khổ, khoa cử chúng thứ, sau này tiến vào hoạn lộ, nỗ lực phấn đấu. Nếu thực sự không tài giỏi, cũng có thể đi thi võ đường, tóm lại là phải làm người cần cù cố gắng. Trên đời sao lại có cô nương ngoan độc như vậy? Trình Lý Tô nói đến việc này, oán khí ngút trời. Ta yêu mến cô nương, tất nhiên cũng phải như ta, không tranh nhàn sự, tiêu sái xuất trần, có rượu cùng hưởng, có vui cùng làm mới hợp nhau. Ở cùng nàng, nửa đời sau chẳng khác gì ngồi tù. Cho nên, đại ca ngươi đừng nói lời tốt về nàng, ta thực sự e ngại và không muốn sống như vậy. Lần này hòa yến, dù muốn khuyên cũng không biết nên khuyên gì. Đôi khi hai người ở chung, vừa thấy đã yêu là một chuyện, sống lâu không chán lại là chuyện khác. Người hy vọng hắn chi tiến thủ, hắn lại muốn sống nhàn nhã. Vốn dĩ không phải là cùng loại người, càng muốn tụ lại với nhau, dù lúc đầu khó nhận ra, thời gian sẽ cho ra đáp án. Nàng kiếp trước dùng cả đời cũng không hiểu đạo lý này, không bằng hai đứa trẻ đã nhìn thấu. Nếu người thật sự không thích, nghĩ cách giải quyết chuyện hôn ước này là được, không cần bới móc thiếu sót của cô nương ấy, làm bạn bè chu toàn. Hỏa Yến suy nghĩ rồi mới nói. Được rồi. Trình Lý Tố khoát tay, vẻ không muốn nói nhiều. Ta với nàng thực sự không thể làm bạn, quan điểm không hợp. Hỏa Yến liền chuyển hướng câu chuyện, hỏi Trình Lý Tố về tiêu giác, nếu không hắn đem đến phòng tiêu giác. Trình Lý Tố cũng từ chối, chỉ nói hy vọng càng xa tống đào đào càng tốt. Như đang trốn ôn thần. Khi ngày huấn luyện kết thúc, Hỏa Yến trở lại phòng, rửa mặt xong, nhìn cửa chính bị khóa lại ngẩn ngơ. Dù ngày thường tiêu giác cũng ít nói với nàng, nhưng nàng biết hắn ở ngay bên cạnh. Lần này hắn đi căn phòng lớn trở nên trống trải chỉ có mình nàng quạnh quẽ vô cùng nàng đột nhiên nhớ lại thời gian ở chung với tiểu mạch và mọi người trên giường nghe chuyện phiếm vài câu cũng không thấy nhàm chán quá yên tĩnh làm nàng không ngủ được không ngủ được lại dễ suy nghĩ lung tung hỏa yến ngồi dậy từ sập suy nghĩ rồi đứng dậy đi dày bước tới cửa chính từ trong tay áo móc ra một sợi tơ bạc sợi tơ bạc này là từ châm cài tóc của trình lý tố châm cài tóc làm thành đuôi cá chép sợi tơ bạc chính là dâu cá chép, vỉnh lên rất đáng yêu. Lần đầu gặp, Hỏa Yến sờ mạnh tay một chút, làm rơi sợi dâu. Trình Lý Tố chỉ nói không sao, bảo nàng ném đi, nhưng Hỏa Yến tiếc, nghĩ có thể bán đi đổi lấy trà, nên giữ lại. Lúc này, nàng lấy sợi tơ bạc ra, duỗi thẳng, đưa qua khe cửa, áp tai vào cửa chính, nghiêm túc nghe ngóng. Chiều này là năm đó nàng học từ một thợ thủ công khi ở quân doanh. Thợ thủ công đó là thợ khóa, có khi các gia đình giàu có cần mở khóa dương cổ, liền tìm hắn. Hắn nổi tiếng ở quê hương, về sau trong thành bắt lính, thợ khóa giấu con cháu đi, tự mình nhập ngũ. Hỏa Yến còn nhớ thợ khóa đó tuổi đã lớn, cười thiếu một cái răng cửa, trông khôi hài. Vì Hỏa Yến cùng tuổi với cháu của hắn, nên hắn hợp ý nàng, còn dạy nàng vài chiêu mở khóa. Thợ khóa đã chết trong một trận chiến ở Mạc Huyện, nhưng Hỏa Yến vẫn nhớ kỹ thuật mở khóa. Thợ khóa biết mở khóa sĩ của quan lại, khóa cát, cho hôn lễ, và dạy hỏa yến mở khóa nhất, của dân thường, hắn giữ tâm tư rằng nếu có ngày trở lại quê hương làm nghề cũ, còn có thể sống bằng nghề. Nhưng cuối cùng tâm tư này cũng không thành, Hỏa yến giữ tâm tư may mắn mở khóa, cũng may tiêu giác và trình lý tố trong phòng khóa hoàn toàn là khóa nhất. Chỉ một lát, cùm cụp, một tiếng, bên kia cửa khóa như được mở, hỏa yến nhẹ đầy, cửa mở. Ánh trăng rơi trên bàn sách trước cửa sổ, Cửa sổ không đóng, gió thổi làm bóng cây rung nhẹ, rọi xuống đất như rong trong ao. Hỏa Yến rón rén đi vào, rồi dừng lại, không biết bản thân bị gì xui khiến làm chuyện này, có chút ảo não. Nếu giờ phút này có người núp trong bóng tối, chắc sẽ nghĩ nàng là tên trộm. Nàng không phải đến trộm đồ, cũng không phải lần đầu vào phòng tiêu giác, mở cửa này ra cũng chỉ vì không ngủ được, quá nhàm chán mà thôi. Nhưng đã đến đây, giờ nói lui ra ngoài cũng có chút tiếc hỏa yến nhìn quanh trên tường không có thanh ẩm thu kiếm tiêu giác thường mang theo trên bàn vẫn còn hai ba quyển sách hỏa yến đến gần xem thử đều là binh thư hắn không cầm để một bên dưới ánh trăng phát ra ánh sáng mịn như dị bảo phòng của tiêu giác không hoa lệ thậm chí so với trình lý tố đơn giản qua mức có phần điều hưu nhưng hỏa yến nhớ kỹ trước đây tiêu nhị công tử ở hiền sương quán nơi ở của hắn rất giản cứu phòng của hắn lộng lẫy hơn cả phòng sư bảo trải thảm trên đất mùa đông đạp lên không lạnh hắn có vẻ sợ lạnh khi thời tiết truyền lạnh luôn mặc cầm y áo lông chồn nhưng giờ đây căn nhà này khắp nơi đều lạnh lẽo không ấm áp như trước những năm qua hắn đã trải qua những gì để trở thành hữu quân đô đốc bây giờ hỏa yến nghĩ đi nghĩ lại không nhận ra mình đã tới trước bàn ngón tay chạm phải thứ gì nàng cúi đầu xem thấy bên cạnh ống đựng bút có một viên nhỏ nhiều màu sắc nhặt lên nhìn dưới ánh trăng, đúng là viên kẹo khô hồng nàng nhét vào tay tiêu giác hôm qua. Viên kẹo mềm để ngoài lâu, không còn mềm mại như trước, hương thơm cũng nhặt đi. Hỏa yến đếm, không thiếu viên nào, hắn không động vào, để lại đây. Không thử nếm một hai viên, cũng không mang theo đi trương đài. Tại sao vậy, dù trước đó hắn chế mất quả thô lậu, hay tiêu nhị công tử cao ngạo không muốn ăn, kẹo mềm này do đầu bếp từ lâu làm, không phải chân tu nhưng không thô lậu nàng nhét kẹo cho tiêu giác xong đóng cửa lại, không ai thấy tiêu giác có lấy không, phản ứng thế nào. Nhưng nếu thật sự thích đồ ngọt, hắn sẽ không bỏ lại đây. Như thể thấy hắn tiện tay ném kẹo lên bàn, ánh mắt cũng keo kiệt không nhìn một cái. Sợ nàng hạ độc, hay tiêu giác những năm qua khẩu vị thay đổi. Vấn đề này không có đáp án, hòa yến trầm tư, đột nhiên cảm thấy có gì quét lên mặt, mang theo ý lạnh và ướt át, lông xù. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy bên ngoài có hạt nhỏ như muối bay là tả, theo gió rơi xuống trước bàn. Đêm dài biết tuyết nặng, lúc nghe lộn chút tiếng, nàng bước lên hai bước, nhìn qua cửa sổ, thấy Bạch Nguyệt Sơn sừng sững xa xa, ánh trăng lạnh và xa, rơi giữa đồng trống, cùng tuyết múa trước mắt nàng. Tuyết rơi, nàng thầm nói trong lòng, thì ra tuyết đông ở Lương Châu Vệ đến sớm như vậy. chương 107, Người Khương Đầu mùa đông, trời rất lạnh, mùa đông ở Lương Châu lạnh hơn kinh thành một chút, ban ngày còn dễ chịu, khi huấn luyện cũng giúp làm ấm cơ thể, nhưng ban đêm thì cái lạnh thật sự thấu xương. Đốt củi trong chậu chỉ giúp ấm hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Binh sĩ đi tắm ở ngũ lộc hà cũng giảm hẳn, ai nấy đều tự mình nấu nước nóng để tắm. Hỏa Yến cũng vậy, thoáng cái đã nửa tháng kể từ khi tiêu giác rời đi. Hỏa Yến ước tính thời gian, tiêu giác chắc đã đến trương đài nhưng các huấn luyện viên ngày thường không nhắc gì đến chuyện này, nên Hỏa Yến không biết tình hình bên trương đài ra sao. Mỗi ngày nàng vẫn tập luyện cùng tân binh, nhưng vì cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nên không thể thực hiện. Ba ngày luyện gấp, như tiêu giáp nói. Một ngày nọ, Hỏa Yến cùng tân binh huấn luyện tại võ trường, khi trạng vạng tối tập luyện kết thúc, Hỏa Yến cùng Hồng Sơn và vài người trò chuyện. Hồng Sơn xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay, hỏi. a à, Hòa, Ngươi có thấy mấy ngày nay trời lạnh kinh khủng không? Vẫn chịu được, Hỏa Yến đáp, khi còn ở quân doanh Việt, nàng từng chiến đấu bên bờ sông trước khi mùa đông tới, trại đóng ngay bờ sông, đêm đến gió lạnh thấu xương, không có củi để đốt, binh sĩ phải nằm chung để sưởi ấm, đó mới thật sự là mùa đông khắc nghiệt. Chỉ có các người trẻ tuổi mới chịu được cái lạnh này." Hồng Sơn than thở, nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơn, lương châu sao tuyết rơi liên tục, mỗi lần rơi là cả đêm hỏa yến nhìn theo ánh mắt hắn bạch nguyệt sơn vào đông không còn xanh ngắt như mùa hè nhìn qua chỉ thấy tuyết trắng xóa phủ đầy núi các tân binh cách vài ngày lại lên núi đốn củi nhưng không thể lên cao quá tuyết càng dày rất nguy hiểm thực ra thời tiết này đi săn là tốt nhất tiểu mạch lại gần nói trước đây ta và đại ca ban ngày để thức ăn ngâm rượu ở hang mùa đông không có gì ăn thỏ và cáo sẽ đến đêm đến chỉ việc ra nhặt đầy đất con mồi không tốn sức mà lại dễ dàng. Bạch Nguyệt Sơn rộng lớn, chắc chắn nhiều thỏ và cáo. Hắn liếm môi, ngừng lại, hỏi Yến dặn, ta thấy người nghĩ viền vông rồi, địa hình trên núi phức tạp, tuyết dày đặc, đừng nói săn thỏ, người sẽ biến thành thỏ trước. a à, hòa ca coi thường người quá. Tiểu mạch lầm bầm. Đang nói chuyện, họ thấy từ đường núi diễn võ trường và Bạch Nguyệt Sơn, một nhóm tân binh đi xuống, ở giữa là trầm mộ tuyết mặc áo váy y nữ. Nàng mặc áo váy nguyệt bạch, khoác áo tròn dài thêu hoa mai màu hạnh, dây cột tóc trắng, từ trong màn tuyết bước ra, ngày càng xinh đẹp tựa tiên nữ. Hồng Sơn nhìn chằm chằm, nói. Trên đời lại có người con gái như vậy, xinh đẹp mà tâm còn rất tốt, trời lạnh thế này mà lên núi hái thuốc cho bệnh nhân, chỉ có tiên nữ mới có lòng từ bi như vậy. Rồi hỏi Hòa Yến. Ngươi thấy có đúng không? Hòa Yến đáp, đúng vậy. Các tân binh thay phiên nhau lên núi đốn củi mỗi vài ngày, trầm mộ tuyết cũng đi cùng, trên núi có một số dược thảo, mùa đông cũng tìm được chút ít. Trong trại thiếu dược liệu, nhất là vào mùa đông, binh sĩ dễ bị cảm lạnh, khó mà khỏi ngay. Trầm mùa tuyết liền cho người nấu chút dược chấp xua lạnh, đựng vào thùng gỗ, mỗi người một bát, uống xong nóng bừng, ra mồ hôi, rất tốt cho cơ thể. Nàng không khỏe mạnh như hỏa yến, mảnh mai yếu đuối, nhưng vẫn theo tân binh lên núi trong cái lạnh này, thật đáng quý. Người tân binh đang cõng sau lưng nàng là ai? Thạch đầu nhíu mày hỏi mọi người nhìn kỹ thấy sao lương tân binh đi theo trầm mộ tuyết là một người đang nằm người này không mặc đồng phục cũng không phải tân binh lương châu vệ họ chưa kịp lên tiếng đã có tân binh tò mò đi trước nghe ngóng xem tình hình thế nào không lâu sau tân binh trở về báo tin kể lại sự việc hỏa yến nghe lỏm nghe nói người kia là thợ săn từ đầu núi nhà nghèo quá mạo hiểm lên núi săn bắn bị tuyết lớn vây khốn trầm cô nương và mọi người gặp anh ta trên đường Thấy nửa người anh ta bị chôn trong tuyết, họ đào ra cứu được nửa mạng sống. Anh ta cũng may mắn lắm, Bạch Nguyệt Sơn lạnh thấu xương, nếu ở thêm vài khắc, thần tiên cũng không cứu nổi. Đúng vậy, Tiểu Mạch lẩm bẩm, thời tiết này mà lên núi, đúng là tự sát, không có cách nào khác, người nghèo mệnh khổ, nhà không có tiền ăn cơm, còn lo được chuyện gì khác. Hồng Sơn thở dài, nghe xong, mọi người mới giải tán. Nhưng chuyện chưa xong, tối đó, Trình Lý tố trở về, nói muốn ở trong phòng của tiêu giác hòa yến ngạc nhiên hỏi ngươi không phải không muốn chuyển về ở sao trình lý tố buồn rầu nói hôm nay trầm y nữ cứu người đó về ở phòng chúng ta ta bị đuổi về đây không thể để anh ta ở phòng của cứu 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 về sẽ đánh chết ta thôi ta cố ở vài ngày chờ anh ta đi rồi ta chuyển về hòa đại ca ngày mai ngươi có thể giúp ta lấy cái dương không ta không mang nổi tất nhiên là được nhưng ngươi chắc không phải ở vài ngày, mà sẽ lâu hơn đấy. Hỏa Yến lắc đầu. Vì sao? Hỏa Yến cười, không trả lời, nhưng Trình Lý Tố nhanh chóng hiểu lý do Hỏa Yến nói vậy. Ngày hôm sau, sau buổi huấn luyện, Hỏa Yến cùng Trình Lý Tố trở về lấy dương ở phòng chung, tình cờ gặp trầm mộ tuyết đang đi bôi thuốc cho thợ săn được cứu hôm qua. Hỏa Yến nhìn thấy trong tay nàng, ngoài chút thuốc bổ, thuốc trị tổn thương do giá rét, còn có thuốc trị ngoại thương. Hỏa Yến hỏi, trầm cô nương anh ta bị thương sao trong rừng có dã thú anh ta gặp gấu bị gấu tấn công tránh né rồi té xuống vách núi nên bị tuyết vùi lấp có chút ngoại thương trình lý tố hỏi vậy anh ta bị thương nặng lắm không có phải sẽ ở lương châu vệ lâu không ta phải đợi lâu mới chuyển về được à trình tiểu công tử trầm mộ tuyết bất đắc dĩ nói dù anh ta lành vết thương tạm thời cũng không thể rời lương châu vệ anh ta từ đầu núi tới bây giờ tuyết lớn phủ đầy bạch nguyệt sơn phải đợi tuyết tan hoặc trời tốt lên mới có thể đi giờ trở về sẽ chết cóng trên núi trình lý tố nghe vậy suýt nhảy dựng lên vậy chẳng phải phải đợi đến mùa đông chờ nhị công tử trở về có lẽ sẽ có cách khác trầm mộ tuyết chân an hỏa yên chú ý trầm mộ tuyết gọi tiêu giác không phải đô đốc mà là nhị công tử không giống quan hệ chủ tớ mà rất thân thuộc đang suy nghĩ mấy người đã đến trước nhà trong phòng lúc này không có ai khác, sau buổi huấn luyện, mọi người đều đi ăn cơm nghỉ ngơi, phòng trước hỏa yến nằm giờ cũng có người nằm. Anh ta mặc áo mỏng, quấn chăn chặt, dường như rất lạnh. Trầm mộ tuyết đặt mâm thuốc lên bàn, gọi Hồ Nguyên Trung. Người nằm trên giường nghe thấy, chăn đệm khẽ động, chốc lát, hai tay chống giường hẹp, chậm rãi ngồi dậy. Đó là người đàn ông khoảng 30 tuổi, da ngăm đen, môi khô nứt bắt đầu bong ra, trông có chút gầy yếu, anh ta sốc đệm chăn, đối diện trầm mộ tuyết hơi gấp rút nói. Trầm, trầm y nữ. Người nên thay thuốc, trầm mộ tuyết nói, ngồi mép giường, kéo ống quần lên. Người đàn ông tên Hồ Nguyên Trung trông càng căng thẳng, xoa tay, ngập ngừng nói. Sao có thể phiền y nữ, ta tự làm. Anh ta khom lưng đi xuống, vừa một động tác, liền kêu tê. Một tiếng, trầm mộ tuyết thấy vậy, ngồi xổm trước Hồ Nguyên Trung, kéo ống quần lên, quả thật, chân anh ta đầy vết sẹo có lẽ bị đá và cành cây trên núi cọ sát gây thương vẫn chưa lành trầm mộ tuyết nói hôm nay ta sẽ bôi thêm thuốc hữu nguyên trung sướng sờ gật đầu nhẹ để ta làm đúng lúc này hỏa yến chen vào không đợi trầm mộ tuyết phản ứng nàng đưa tay lấy thuốc từ tay trầm mộ tuyết ngồi xổm trầm cô nương đứng lên trước cái này hữu nguyên trung hơi bất ngờ vì tiểu huynh đệ này ta tên hỏa yến người đang nằm trên giường của ta trầm cô nương là con gái không tiện, ta bôi thuốc cho hồ đại ca, có được không? Hỏa Yến cười nhìn hồ nguyên trung, hồ nguyên trung nhẹ nhõm. Tất nhiên, ta cũng không muốn phiền trầm y nữ. Hòa Yến, đừng đùa. Trầm mộ tuyết nhíu mày, trước mặt thầy thuốc không phân nam nữ, ngươi không biết cách bôi thuốc. Ta biết bôi thuốc trị thương, trầm y nữ không cần lo, ngươi trước xem trình lý tố, sáng nay ta thấy hắn ho, đừng để cảm lạnh. Trình lý tố nói. Đúng vậy, trầm y nữ ta thấy cuống họng khô. Trầm mộ tuyết ngạc nhiên, nói thật đà. Rồi đứng dậy, nói với Trình Lý Tố, ngươi theo ta ra ngoài, ta xem trước. Hai người họ rời đi, trong phòng chỉ còn Hồ Nguyên Trung và Hỏa Yến. Hỏa Yến trước dọn sạch vết máu trên đùi, bôi một lớp thuốc trị thương mỏng, hỏi, Hồ Đại Ca, vết thương của ngươi có nặng không, đau lắm phải không? Cũng ổn, Hồ Nguyên Trung nói. Chỉ là chút thương ngoài. Nhưng giọng anh ta lại cắn răng nói, trông rất khó khăn. Hỏa Yến ngừng tay, rồi bôi mạnh hơn, Hồ Nguyên Trung đau kêu lên. À, xin lỗi Hồ Đại ca. Hỏa Yến thẹn thùng, ta không cẩn thận. Không sao, không sao. Trầm y nữ cẩn thận chu đáo hơn, ta đại nam nhân vụng về, làm đau Hồ Đại ca, mong Hồ Đại ca bỏ qua. Hồ Nguyên Trung cười gượng. Chuyện này. Hỏa Yến cười cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, trong lòng hư lạnh. Vừa rồi nàng thấy rõ, anh ta ngoài miệng nói muốn tự bôi thuốc, nhưng mới một động tác đã kêu đau, khi trầm mộ tuyết ngồi xổm mắt anh ta lướt qua tia vui mừng. Dù che giấu rất tốt, nhưng Hỏa Yến vẫn thấy, nàng từ trước tới nay ghét nhất loại người này. Trầm mộ tuyết cứu mạng hồ nguyên trung, nhưng anh ta lại có ý đồ xấu với ân nhân, đây là loại người gì? Khi vèn ống quần anh ta, Hỏa Yến thấy rõ những vết trọng thương. Chỉ là vết thương ngoài da, trông loạn xả nhưng không nghiêm trọng. Hỏa Yến một cô gái từng chịu thương tổn nghiêm trọng hơn còn không kêu ca, Người này nghèo đến mức liều mạng lên núi săn mồi, không thể yếu đuối như vậy. Người đang đói không đủ ăn, sao còn có tâm tư nghĩ chuyện xấu xa? Vài lời thôi, cũng thấy được phẩm cách người này, trầm mộ tiết lương tiện đơn thuần, là thầy thuốc chữa thương, không thấy được những điều mờ ám, Hỏa Yến đứng ngoài lại thấy rõ, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Hồ đại ca, khi lành thương có dự định gì không? Hỏa Yến hỏi, Hồ Nguyên chung gãi đầu, "Ta, ta chưa nghĩ ra." nếu không ở lại lương châu vệ đi, tham gia quân ngũ có cơm ăn, không đói. Hòa Yến trêu Không tốt lắm. Thấy rõ anh ta không cảm kích, cũng chưa bao giờ nghĩ về tương lai. Người không biết đường phía trước ra sao, phải luôn lo lắng dự định tương lai, sao có thể qua loa như vậy. Hỏa Yến trong lòng không vui, anh ta không phải muốn dựa vào lương châu vệ, mọi lúc chiếm tiện nghi của trầm một vết Nghĩ vậy, Hỏa Yến nhanh chóng bôi thuốc, đưa chén thuốc cho anh ta, nói: "Hồ đại ca, uống thuốc đi." Hồ Nguyên Trung đưa tay nhận. "Cảm ơn." Anh ta uống thuốc rất nhanh, ngửa cổ uống cạn, đưa chén lại cho Hỏa Yến. Hỏa Yến đón, thấy tay anh ta, từ hổ khẩu đến cổ tay đều có mẩn đỏ. Hỏa Yến dừng lại, Hồ Nguyên Trung chú ý, hỏi: "Hỏa huynh đệ sao vậy? Hồ đại ca, tay ngươi bị mẩn, có cần y nữ xem không?" Hỏa Yến hỏi: "Cũng do ở trên núi." Hồ Nguyên Trung sững sờ, tay vỗ nhẹ lên cổ tay cười nói không cần vài ngày nữa sẽ hết không phải bệnh nặng đừng phiền y nữ vậy thì hỏa yến gật đầu cười nói cũng không sao nàng nhìn chằm chằm hồ nguyên trung không nói gì nhìn đến mức hồ nguyên trung không tự nhiên sờ lên mặt nói hòa huynh đệ có phải trên mặt ta có gì không không hỏa yến cười lắc đầu ta đem chén không đi dù trầm cô nương là thầy thuốc nhưng vẫn là cô nương ta mấy ngày nay không có việc gì, sẽ thay trầm cô nương chạy chân, thuốc trị thương của hồ đại ca để ta đưa. Nói rồi quay người đi, không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hồ Nguyên Trung. Khi ra cửa, trầm mộ tuyết đang xem xét trình lý tố, thấy hỏa yến ra, ngạc nhiên hỏi, nhanh vậy. Vốn không có nhiều vết thương, hỏa yến hỏi, trình lý tố sao rồi? Mấy ngày nay ăn quá cay, cuống họng nóng rát. Trình lý tố nói, không có gì lớn. Vậy thì không sao, trở về đi hỏa yến trả mâm thuốc lại cho trầm mộ tuyết nói ta đã nói xong với hồ đại ca mấy ngày nay thuốc trị thương của hồ đại ca để ta đưa từ mai mỗi ngày ta sẽ đến phòng trầm cô nương lấy thuốc trầm cô nương không cần đi nữa trầm mộ tuyết còn do dự như vậy vậy quyết định vậy đi coi như trầm cô nương cảm ơn ta bằng hộp thuốc trừ sẹo hỏa yến nắm vai trình lý tố chúng ta đi trước họ cùng đi xa trên đường trình lý tố hỏi hòa đại ca ngươi sao vậy sao hỏa yến giật mình từ khi ngươi ra khỏi phòng hồ nguyên trung không nói gì có chuyện gì trong phòng các ngươi cãi nhau không có hỏa yến đi vài bước nghĩ dừng lại nói với trình lý tố ngươi về trước đi ta có chút việc cần gặp hồng sơn ngươi còn chưa ăn mà ta sẽ mua hai cái màn thầu hỏa yến phất tay ngươi về trước đi chờ ta hẹn gặp lại hồng sơn và tiểu mạch đang uống cháo thấy hỏa yến đến dọn chỗ cho nàng nói Hôm nay ngươi đến muộn, ta tưởng ngươi không tới. Trên đường có việc, Hỏa Yến nhận màn thầu, không ăn ngấu nghiến như mọi ngày, chỉ cắn một miếng rồi dừng, trầm ngâm hồi lâu mới nói, "Sơn ca, Thạch Đầu, ta có chuyện cần các ngươi giúp." "Sao nghiêm túc vậy?" Hồng Sơn đặt bát xuống. "Chuyện gì cần đến chúng ta?" "Hôm qua Trầm Y nữ cứu thợ săn Hồ Nguyên Trung từ núi, giờ ở phòng các ngươi đúng không?" Hỏa Yến nói, "Mấy ngày nay, ban ngày huấn luyện, ban đêm có thể giúp ta theo dõi hắn không?" hồng sơn và thạch đầu nhìn nhau hồng sơn hỏi ngươi nói ta không hiểu hồ nguyên trung làm sao tại sao phải theo dõi hắn ta cảm thấy hắn không bình thường lần này tiểu mạch cũng không ăn nữa bầu không khí nghiêm trọng thạch đầu thấp giọng hỏi là ở chỗ nào có lẽ ta suy nghĩ nhiều giờ còn chưa chắc nhưng ta cảm thấy việc hắn được trầm y nữ cứu trên núi không phải trùng hợp nghe vậy hồng sơn tròn mắt gian tế ngươi nói nhỏ thôi hỏa yến nói ta chỉ nghi ngờ nên muốn các ngươi giúp theo dõi hắn xem ban đêm có động tĩnh gì không có hành động lạ không không phải hồng sơn vẫn không tin nổi ngươi nói rõ hắn không đúng chỗ nào sao ngươi lại nghi hắn có vấn đề hỏa yến hít sâu nói chờ vài ngày ta sẽ nói giờ chỉ mong các ngươi giúp theo dõi chỉ mong là ta nghĩ nhiều nàng nói khẽ ban đêm sau khi tạm biệt hồng sơn hỏa yến trở lại phòng lên giường đầy tâm sự khó ngủ. Hôm nay nhìn thấy Hồ Nguyên Trung, vốn là ngoài ý muốn, ai ngờ cuối cùng lại khiến nàng tâm phiền, cảm thấy không yên. Nói chuyện với Hồng Sơn không phải hỏi yến nói bừa, nàng thật sự nghi Hồ Nguyên Trung là gian tế, lén vào lương châu vệ, có mục tiêu khác. Lý do nàng phát hiện điểm đáng ngờ là khi hôm nay đưa chén thuốc cho Hồ Nguyên Trung, lúc anh ta trả lại, nàng thấy gan bàn tay đến cổ tay anh ta có mẩn đỏ. Điều này khiến nàng nghĩ đến người Khương người khương sống ở nơi rừng rậm khí hậu ẩm ướt binh sĩ khương thường cầm đao gan bàn tay đến cổ tay dễ bị mẩn đỏ như vậy khi hỏa yến làm phi hùng tướng quân nàng còn nghiên cứu cùng quân y người khương dù vào trung nguyên nhưng mẩn đỏ không thể biến mất ngay vậy nên khi nàng thấy mẩn đỏ trên gan bàn tay hồ nguyên trung nàng nghĩ ngay đến binh sĩ dân tộc khương chỉ là không hoàn toàn chắc chắn vì mẩn đỏ trên đời có nhiều có thể do khí hậu ẩm ướt hoặc do chạm đồ vật nhảy cảm mà bị. Không cần thiết vì một mẩn đỏ mà nghi ngờ, nhưng có lẽ do Hỏa Yến làm tướng lĩnh nên cẩn thận quen, nhất là đối với người Khương. Cũng có thể là bởi vì Hồ Nguyên Trung có tình cảm không rõ ràng với trầm mộ tuyết bị Hỏa Yến phát hiện, trước đây đã có ấn tượng không tốt, giờ lập tức nghi ngờ hắn. Nghĩ kỹ lại, thực sự có nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như trên núi tuyết lớn như vậy, bên kia Bạch Nguyệt Sơn cái bóng, tuyết động sẽ càng sâu. Bọn họ, là tân binh, ở đây đều khó mà vượt qua, Hồ Nguyên Chung một mình làm sao vượt qua được từ đầu kia. Hắn nói rằng mình nghèo đói, đường cùng mới lên núi đi săn, tại sao không tìm cách ôn hòa hơn? Ví dụ như đi bến tàu giúp người chuyển hàng, làm chút việc cực nhọc, ít nhất có thể tạm thời chống chọi cơ hàn. Phải biết rằng đi săn trên Bạch Nguyệt Sơn, tốt nhất là săn được thú hoang, nhưng nhiều khả năng là chết trên núi, mất cả người và của. Đường dễ thì không đi lại chọn con đường khó không tưởng, đây không phải vượt khó tiến lên mà là ngu xuẩn. Nhưng nhìn hắn giả vờ đau để lừa trầm mộ tuyết tự mình chăm sóc, lại không giống người ngu. Hỏa Yến càng nghĩ càng nghi ngờ, tiếc là tiêu giác không có ở đây, nàng không thể nhắc nhở tiêu giác. Nhưng dù tiêu giác có ở đây, nàng cũng không thể nói thẳng điểm đáng ngờ nhất. Dân tộc Khương và Sóc Kinh cách xa nhau ngàn dặm các tân binh lương châu vệ không có khả năng gặp qua binh sĩ Khương ngay cả tiêu giác cũng chưa từng giao chiến với dân tộc Khương. Hỏa Yến, người tinh thành, làm sao biết được bí ẩn của dân tộc Khương, sợ rằng vừa nói ra, người bị nghi ngờ không phải Hồ Nguyên Trung, mà là chính nàng. Năm đó, nàng dẫn đầu binh sĩ Bình Định Loạn Tây Khương, thủ lĩnh dân tộc Khương đạt một cơ chiến tử xa trường, những người Khương còn lại đầu hàng. Sau đó mấy năm yên ổn, dân tộc Khương không còn náo động. Nhưng, không có nghĩa là có thể thật sự yên lòng nếu đây đúng là người khương là dân thường tay không tất sắt sao lại ở đây trong trời tuyết lớn lại đúng lúc bị trầm mộ tuyết nhặt được trên bạch nguyệt sơn rồi vào lương châu vệ quá nhiều trùng hợp không phải là trùng hợp chắc chắn có người cố ý bây giờ tiêu giác không có ở đây nếu thực sự có âm mưu gì phải đối phó thế nào tiêu giác không có ở đây tiêu giác không có ở đây trong nháy mắt Hòa yến ngồi dậy trong lòng thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ vì sao đúng lúc tiêu giác không có ở đây, lại xuất hiện người như vậy, chẳng lẽ? Trường đài cầu cứu cũng là giả. Nói gió kích đông, kỳ thật kích tây. Trong binh thư ngày ngày đọc thuộc, nàng lại quên. Không biết từ lúc nào, tuyết đã ngừng. Hỏa yến ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài im lặng, tuyết động bao trùm đất, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Nhưng dưới sự bình tĩnh này, có lẽ ẩn giấu dòng nước ngầm kinh thiên, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, sẽ bùng phát. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 108: Gian tế. Trong lòng mang nhiều nỗi lo, đêm ngủ không yên, ngày hôm sau, Hỏa Yến tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Sáng sớm sau khi kết thúc huấn luyện, nàng đến gặp Hồng Sơn để trò chuyện. Hồng Sơn nói: "Hôm qua ta và Thạch Đầu thay phiên canh gác nửa đêm, không thấy điều gì bất thường." Hỏa Yến nhìn Thạch Đầu, Thạch Đầu nhẹ gật đầu với nàng. "Cả đêm không có động tĩnh gì sao?" "Không." Hắn ngủ như chết, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, Hồ Nguyên Trung chỉ là một thợ săn bình thường, lời hắn nói cũng không có gì sai. Nhà hắn nghèo đến mức này, thật đáng thương. A à hoặc Ca, à, rốt cuộc hắn có gì không đúng mà ngươi lại nghi ngờ hắn như vậy? Tiểu Mạch ngạc nhiên hỏi, có gì không đúng ư? Thật ra chỉ có vết đỏ ở gan bàn tay, không phải là điểm đáng ngờ lớn. Nhưng trùng hợp vào lúc tiêu giác ra ngoài, khiến nàng cảm thấy không thích hợp. Trên chiến trường nơi sống chết, trải qua nhiều lần, đôi khi thân thì còn nhạy bén hơn cả đầu óc. Nàng từng nghe một lão tướng thường nói, người thường có thể sai lầm về trực giác, nhưng chúng ta, những người từng trải, trực giác về nguy hiểm thường chính xác đến 89 phần 10. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói cho ta xem lại. Hồng Sơn nhún vai, không hỏi thêm gì nữa. Khi đêm đến, sau khi kết thúc huấn luyện, Hỏa Yến đến phòng trầm mộ viết lấy thuốc, rồi đi tìm Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung ngồi một mình trong phòng, đang cúi đầu nhìn một trang giấy. Khi Hỏa Yến đẩy cửa bước vào, hắn vội giấu trang giấy vào trong ngực. "Hồ đại ca, một mình trong phòng làm gì vậy?" Hỏa Yến cười hỏi, giả vờ như không thấy hành động của hắn. "Không làm gì cả." Hồ Nguyên Trung thở dài, "Chân ta chưa khỏi, không thể xuống giường, chỉ có thể ở trong phòng làm phiền các ngươi." "Không phiền đâu." Hỏa Yến cười tươi nói, "Ngươi bị thương nặng như vậy, đương nhiên cần phải điều dưỡng cẩn thận. Nàng kéo ống quần của Hồ Nguyên Trung lên, ngồi xổm xuống bôi thuốc, hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay vì có nghi ngờ nên nàng nhìn rất cẩn thận. Trên hai đùi của thợ săn này đầy vết sẹo, lớn nhất là một vết sâu đủ để thấy xương, có lẽ do bị đá văng trúng, cũng là vết thương nghiêm trọng nhất. Ta nghe trầm cô nương nói, Hồ Đại ca khi lên núi đã gặp gấu. Hỏa Yến hỏi, thời tiết này còn có gấu sao? Gấu ở Bạch Nguyệt Sơn ban ngày thường ngủ đông, việc hồ nguyên trung gặp một con gấu thật không dễ dàng đúng vậy hồ nguyên trung gãi đầu vận may của ta không tốt không tìm được hồ ly lại gặp gấu trước sao lại nói vận may không tốt hỏa yến lắc đầu gặp gấu mà còn toàn thân trở về được không phải ai cũng làm được ta nghe nói gấu mắt kém nhưng mũi rất thính hồ đại ca lúc đó bị thương người đầy máu mà gấu cũng không đuổi theo hồ đại ca thật là giỏi hơn nữa không nhìn phản ứng của hồ nguyên trung tay hỏa yến vẫn không ngừng, tiếp tục nói, hồ đại ca bị chôn trong tuyết, được trầm cô nương cứu ra, thật là may mắn. Chúng ta lương châu vệ tân binh, ba ngày mới lên núi một lần, nếu hồ đại ca lên núi muộn một ngày, hoặc ngã không đúng chỗ, hiện tại cũng không ở lương châu vệ. Hồ Nguyên Trung ngẩn người, gật đầu nói. Đúng vậy, tất cả nhờ vào trầm cô nương. Hỏa yến mỉm cười, bôi thuốc tốt nhất, kéo ống quần cho hắn, cầm chén thuốc đưa tới. Khi Hồ Nguyên Trung nhận chén thuốc, hòa yên chú ý đến cổ tay hắn dù kéo dài tay áo vẫn thấy vết đỏ ở gan bàn tay hồ đại ca đã làm thợ săn bao nhiêu năm rồi hồ nguyên trung vừa uống thuốc vừa nói bảy tám năm luôn săn ở bạch nguyệt sơn sao nàng hỏi nhanh hồ nguyên trung trần trừ rồi nói đúng mấy năm qua tuyết rơi nhiều như thế này đã trải qua ở bạch nguyệt sơn chưa không chưa từng vậy năm nay tại sao lại muốn lên núi thực sự vì đói quá Hồ Nguyên Trung uống xong chén thuốc, ngạc nhiên nhìn Hỏa Yến. Hòa huynh đệ, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Hỏa Yến cúi đầu cười, chỉ là có chút tò mò thôi. Nàng đưa tay nhận cái chén không từ Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung vươn tay. Khi Hỏa Yến vươn tay về phía Hồ Nguyên Trung, đột nhiên đổi hướng, chém thẳng vào mặt hắn. Hồ Nguyên Trung không kịp tránh, chỉ bối rối nghiêng người. Hỏa Yến chém trúng ngực hắn, hắn kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa Yến không dừng lại, tiếp tục thăm dò vào áo hồ nguyên trung lấy ra một trang giấy trả lại cho ta hồ nguyên trung hét lên nhưng do bị đòn của hỏa yến hắn nằm nghiêng trên giường giọng khàn khàn vươn tay yếu ớt về phía hỏa yến tiếng động quá lớn khiến người bên cạnh nghe thấy tân binh xung quanh chạy vào vừa vào đã thấy hồ nguyên trung che ngực thổ huyết hỏa yến đứng bên cạnh cầm trong tay một trang giấy chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì hồ nguyên trung khó nhọc nói hắn cướp đồ của ta, ngươi cướp gì của hắn? Tân binh hỏi, Hỏa Yến cúi đầu nhìn tờ giấy vàng trong tay, trên giấy có viết một câu thơ. Ký ức quân tâm tựa như Tây Giang Thủy, ngày đêm đông lưu không nghỉ lúc. Chữ viết đẹp, rõ ràng là của nữ nhân, đây là gì? Hỏa Yến nhíu mày hỏi, Hồ Nguyên Trung nhìn chằm chằm hắn, giận không nói được lời nào. Chuyện gì xảy ra, trầm mộ tuyết lên tiếng từ phía sau, nàng ở gần đó, nghe tiếng động liền đến, thấy cảnh tượng căng thẳng này. Hỏa Yến, nàng nghi ngờ nhìn Hỏa Yến, rồi nhìn Hồ Nguyên Trung, đi đến bên hắn, kinh ngạc hỏi sao lại bị thương nặng hơn. Nhìn thấy vết máu bên môi Hồ Nguyên Trung, ai làm? Hồ Nguyên Trung trừng mắt nhìn Hỏa Yến, trầm mộ tuyết nhíu mày, Hỏa Yến, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ vỗ nhẹ một trường, Hỏa Yến cười nói, chắc là không kiểm soát được lực. Nói thừa, hắn đang mang thương, sao có thể chịu nổi một trường của ngươi? hồ nguyên trung dãy dụa đứng dậy đưa tay về phía hỏa yến giận dữ trả lại cho ta hỏa yến nhún vai trả lại tờ giấy thơ tình cho hắn đây là gì một tân binh hỏi ngươi cướp gì của hắn trầm mộ tiết cũng nhìn qua hồ nguyên trung buồn bã nói đây là thư của vợ ta đã qua đời đúng là di vật của vợ đã mất của hắn hỏa yến ngươi cầm di vật của người khác làm gì một tân binh không chịu nổi không trách được người ta tức giận như vậy. Ta không biết đó là di vật, chỉ đùa với Hồ Đại Ca thôi. Hỏa Yến ngượng ngùng nói, Hồ Đại Ca sẽ không giận ta chứ. Hồ Nguyên Trung nhìn Hỏa Yến, như muốn nói nhưng không thể, cuối cùng phải nhịn, nói. Không sao, sau này đừng làm vậy nữa. Nói rồi lại ho kịch liệt, suy yếu. Trầm Mộ Tuyết thấy cảnh này, cũng không dễ chịu, chỉ nói với Hỏa Yến. Thôi, Hỏa Yến, ở đây không cần ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi, từ nay thuốc trị thương của hồ nguyên trung để ta lo ngươi sau này không cần ngày nào cũng tới đây như thể hỏa yến là người gây dối được hỏa yến không giận cười đáp nhìn thoáng qua hồ nguyên trung rồi quay người ra cửa vừa bước ra khỏi cửa phòng nụ cười trên mặt hỏa yến liền biến mất thực sự nàng vừa rồi cố ý trong lúc nguy cấp con người thường phản ứng bản năng giống như lần đó ở thành lương châu đinh nhất thử nàng xem có thực sự mù hay không nếu hồ nguyên trung không bị thương nặng như vậy tự nhiên sẽ phản kích nhưng hắn lại không phản kháng chịu đựng một trường của hỏa yến nếu chỉ như vậy thì không sao nhưng khi hỏa yến đánh trường đó nàng cũng cố ý quan sát nàng đánh một trường vào hồ nguyên trung bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra không có nhiều lực hồ nguyên trung cùng lắm chỉ bị đau thịt chắc chắn không đến mức thổ huyết dù sao hỏa yến cũng không muốn tổn thương tính mạng người nếu mọi chuyện là do nàng nghĩ nhiều hồ nguyên trung chẳng phải là chịu tội oan sao vấn đề nằm ở chỗ hỏa yến rất tin vào khả năng kiểm soát lực đạo của mình một trường không có lực sát thương tại sao lại khiến hồ nguyên trung thổ huyết nếu không phải nàng đánh giá sai lực của mình thì người này đang nói dối hỏa yến tin rằng hồ nguyên trung đang nói dối tờ giấy thơ tình trong ngực hắn lại càng kỳ lạ một người mang di vật của vợ quá cố tự nhiên là người thâm tình một người thâm tình như vậy đối mặt với nữ nhân xinh đẹp không nên có ý định khác hỏa yến nhìn tất cả những điều này như một trò vui nhưng tiếc rằng dù đầy nghi ngờ nàng không thể nói cho ai nghe nếu nàng nói với người khác rằng một trường vừa rồi không thực sự mạnh người ta có thể nghĩ nàng đang trốn tránh trách nhiệm nói dối để làm nhẹ chuyện chuyện này thật khó giải quyết nàng đi một lúc không bao lâu tiểu mạch và mọi người tìm đến gặp nàng thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng nói a hoặc Ca họ nói ngươi đánh hồ nguyên trung thật vậy sao mới qua thời gian một nén nhang sao toàn bộ lương châu đều biết thật ngươi vẫn nghi ngờ hắn hồng sơn cau mày nói nếu ngươi nghi hắn có vấn đề chúng ta sẽ giúp ngươi giám sát sao phải đánh người ngươi biết không bây giờ toàn bộ lương châu vệ đều nói ngươi nói ngươi hắn ngập ngừng hỏa yến hỏi nói ta thế nào nói à, a hòa ca ngươi lấy mạnh hiếp yếu ngang ngược tiểu mạch nói hỏa yến im lặng chuyện càng trở nên kỳ lạ a à, hoặc ca, à, giờ sao đây tiểu mạch lo lắng nhìn hắn có cần giải thích với người khác không không cần hỏa yến nhìn nói người này tung tin đồn nhanh như vậy rõ ràng là nhắm vào nàng giải thích cũng vô ích thay vì giải thích những lời đồn vô nghĩa nàng nghi ngờ mục tiêu của hồ nguyên trung và cách vạch trần hắn các người tiếp tục theo dõi hắn ban đêm hỏa yến nói ta sẽ xem lại tiểu mạch và hồng sơn nhìn nhau không nói thêm gì Vài ngày trôi qua, mọi chuyện đều yên bình, trong Lương Châu vệ không có gì xảy ra. Tiểu Mạch ngày ngày giúp Hỏa Yến theo dõi Hồ Nguyên Trung, cũng không phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Hồng Sơn và những người khác ngủ không ngon, ngày hôm sau khi huấn luyện, mắt Thâm Quầng bị Lương Bình la mắng mấy lần. Còn Hỏa Yến, mỗi ngày đều muốn tự mình kiểm tra tình huống của Hồ Nguyên Trung để tìm thêm manh mối. Nhưng trầm mộ tiết cấm Hỏa Yến tới gần Hồ Nguyên Trung, sợ nàng đùa giỡn làm hắn bị thương thêm lần nữa vì vậy trong những ngày tiếp theo hỏa yến không thể lại gần hồ nguyên trung càng không có cơ hội tìm sơ hở đêm đó hỏa yến một mình đến diễn võ trường vì bị thương nàng đổi lịch huấn luyện ban đêm thành ba ngày một lần tiêu giác đã đi hơn nửa tháng mà không có tin tức hỏa yến hỏi trình lý tố xem trương đài có gửi tin gì không nhưng trình lý tố cũng không biết trước khi tiêu giác đi mọi chuyện vẫn bình thường giờ hắn đi rồi mới thấy lương châu vệ không thể thiếu hắn nếu có thể tiết lộ một chút cho tiêu giác với tâm tư của hắn có lẽ sẽ tìm ra manh mối bây giờ nàng không có ai để bàn bạc thật là khó nàng đến bên cung nỏ muốn luyện một chút nghe thấy tiếng động ở đầu đường ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về bạch nguyệt sơn giờ đã khuya sao lại có người lên núi mấy ngày nay trời tốt tuyết trên núi tan một chút so với trước dễ đi hơn Hỏa Yến muốn gọi người, nhưng diễn võ trường cách xa phòng Tân binh, nếu gọi người sẽ không đuổi kịp người kia. Thấy người kia càng chạy càng xa, sắp biến mất vào rừng tối, Hỏa Yến không nghĩ gì nữa, kéo một con ngựa ra khỏi chuồng, nhảy lên và đuổi theo. Vào đông, Bạch Nguyệt Sơn lạnh thấu xương, bùn đất càng trơn vì tuyết tan. Người kia phía trước không thắp đèn, chỉ trong rừng tối mịt mà tiến lên. Hỏa Yến cũng không thấy rõ, nhưng vẫn cố theo sát, không thể vượt qua người kia rất hiểu địa hình bạch nguyệt sơn luôn chọn đường nhỏ để đi nhiều lần cố dẫn hỏa yến vào bẫy nhưng hỏa yến những năm qua đã quen thuộc địa hình hơn nhiều người khác trước đó từng qua tranh cờ sau đó đốn củi những nơi nguy hiểm đã nhớ rõ không mắc mưu người kia thấy hỏa yến không mắc bẫy liền quay đầu ngựa đổi hướng đi hỏa yến truy đuổi rất sát nàng nghi ngờ người này là hồ nguyên trung nhưng hồ nguyên trung lên núi đêm khuya để làm gì không lẽ lợi dụng đêm tối để vượt đèo về nhà, một sự kiện, thấy qua ít, khó mà hiểu toàn cảnh. Đã không hiểu rõ toàn cảnh, cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tìm nguồn gốc, hỏi cho rõ ràng. Hôm nay, nàng nhất định phải bắt được người này, không đi đường nhỏ nữa, đường trở nên rộng hơn, hỏa yến cưỡi ngựa đuổi kịp, khoảng cách càng gần. Khi còn vài trượng, nàng phi thân lên, lao về phía ngựa của đối phương. Người kia không kịp tránh, bị hỏa yến ghim ngựa dừng lại muốn chạy trốn, nhưng hỏa yến nhào tới, giao đấu với hắn. Nàng đi vội, giá binh khí chỉ còn một cây thiết đầu côn, hỏa yến tiện tay cầm, xem như tốt hơn tay không. Dưới bóng đêm, người kia xoay người lao lên, hỏa yến thấy rõ hắn đeo mặt nạ, toàn thân mặc kín mít, chỉ lộ đôi mắt, dáng người giống hồ nguyên trung, nhưng ánh sáng lờ mờ khó phân biệt. Hắn đứng lại, cầm một cây đại đao, lưỡi đao như trang khuyết, dưới đêm tối lạnh lẽo. Loan đao, hỏa yến trong lòng rối loạn binh sĩ Khương thích dùng loan đao vì tiện cắt thịt, không chỉ giết người mà còn ăn thịt. Loan đao lợi hại này, Hòa Yến từng thấy qua, chiến hữu bị chém, máu chưa chảy đã rơi đầu. Những năm Tây Khương xâm lấn Trung Nguyên, thống lĩnh dùng loan đao cắt đầu tù binh, xuyên thành chuỗi, cột vào đuôi ngựa, khiến mọi người khiếp sợ. Giờ phút này thấy loan đao này, Hòa Yến biết người kia là dân tộc Khương. Nàng nhíu mày, người thật là người Khương. Người kia nghe vậy, cười quái dị, giọng khàn khàn. Làm sao ngươi biết? Bớt nói nhiều, Hỏa Yến chống thiết đầu côn xuống đất, lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, ngươi trà trộn vào Lương Châu vệ để làm gì? Xuyệt, người kia đưa ngón trỏ lên môi, nói, nhỏ giọng chút, kẻo bị người khác nghe thấy. Thấy Hỏa Yến im lặng, hắn tiếp tục, ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi. Tùy ý, Hỏa Yến mắng, rồi thân thể lao thẳng tới người kia. Thiết đầu côn không sắc bén như loan đao, nhưng lại cứng rắn, khó lấy cận thân. Hỏa Yến bị thương, vết thương chưa lành hẳn, hành động còn nhiều khó khăn, nhưng giao đấu với người này vẫn ngang tài ngang sức. Người bịt mặt sử dụng loan đao rất thuần thục, chiêu nào cũng tàn nhẫn, nhắm vào ngực Hỏa Yến. Hỏa Yến bị buộc phải lùi lại liên tục, bỗng nhiên dừng bước, vì dừng đột ngột, chân nàng vấp phải tuyết, nhìn lại, sau lưng là thâm uyên. Bị phát hiện. Người kia cười, nói. Sao ngươi không mắc lừa? Vì thủ pháp của ngươi quá vụng. Hỏa Yến lạnh lùng nói, rồi dùng thiết đầu côn đập mạnh xuống đất, mượn lực nhảy về phía trước, rơi xuống phía sau người bịt mặt. Động tác tay nàng không dừng, đánh mạnh vào đầu đối phương, nhưng cú đánh rơi vào khoảng không, người kia nghiêng người tránh, thiết đầu côn đánh vào vai hắn. Dù vậy, cũng đủ rồi, hỏa yến suốt ngày luyện tạ, lực nàng không còn yếu đuối như khi mới vào lương châu vệ. Ngay cả người khỏe mạnh như Hoàng Hùng còn phải chịu đau, huống chi là người này. Người bịt mặt bị đòn của hỏa yến, đau đến kêu lên, loan đao trong tay gần rơi dù vậy tay phải hắn cũng mất lực tạm thời không thể vung đao được nữa sao rồi hỏa yến cười lạnh đối phương không nói quay người chạy muốn trốn hỏa yến nhướng mày theo sát nàng có sức chịu đựng và thể lực kinh người chạy rất nhanh khiến người bịt mặt không thể thoát chỉ cần đuổi kịp người này lột khăn che mặt sẽ biết thân phận hắn với nhân chứng vật chứng đầy đủ hơn nửa đêm lén lên núi nếu thật là hồ nguyên trung Chầm hãn tra khảo một phen, sẽ hỏi ra được mục đích của họ. Đang suy nghĩ, bỗng thấy người phía trước dừng lại, hắn quát. Tặng ngươi một món quà. Rồi ném loan đao về phía ngực Hỏa Yến. Hỏa Yến vô thức bắt lấy, nắm chặt chuôi đao, nhưng thấy trong rừng, có người lăn ra ủng ục ục. Dưới bóng đêm, người lăn ra mặc trang phục đỏ của tân binh lương châu vệ. Đường núi nghiêng lớn lên sườn núi, tân binh lăn xuống phía dưới, chút nữa sẽ rơi vào vực sâu hỏa yến nhìn người bịt mặt cười hắc hắc trốn vào rừng sâu nàng cắn răng xoay người đuổi theo tân binh lan xuống tân binh mặc trang phục đỏ lăn càng lúc càng nhanh không phát ra tiếng rên gì hỏa yến cảm thấy nặng nề phi thân lên nằm ngang trên sườn núi ôm chặt tân binh cả hai cùng lăn xuống cuối cùng dừng lại trước một cái cây thân thể trong ngực còn ấm nhưng không nói tiếng nào hỏa yến cúi đầu nhìn dưới ánh trăng một khuôn mặt trẻ hiện ra nàng ngơ ngác một lúc trong số mấy vạn tân binh lương châu vệ, nàng không nhớ hết tên từng người, chỉ nhớ mặt một số người quen. Người này nàng nhớ kỹ, trước đó ở Bạch Nguyệt Sơn tranh cờ, gặp trên đường xuống núi, là nhát gan quỷ vương tiểu hàm. Mấy ngày trước, thiếu niên này còn đỏ mặt cảm ơn nàng, giờ mặt hắn không còn tia huyết sắc, mắt mở to, như chết trong kinh hãi, y phục đỏ thấm, ướt đẫm máu. Hỏa Yến nhìn tay mình, đầy máu, nàng run rẩy cởi áo thiếu niên, thấy một lỗ máu to ở ngực, Da thịt bị cắt, trống rỗng. Hắn chết dưới lưỡi loan đao, dù đã chứng kiến nhiều cái chết, mỗi khi đối mặt với cái chết của người bên cạnh, Hỏa Yến vẫn không thể thản nhiên. Nàng nhắm mắt, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ, thấp giọng. Súc sinh, hắn còn quá trẻ, thậm chí chưa từng lên chiến trường, chết tại Bạch Nguyệt Sơn hoang vu trong đêm. Nếu không phải Hỏa Yến theo người bịt mặt đêm nay, hắn sẽ chết lặng lẽ, chỉ đến ngày hôm sau mới được phát hiện thiếu một người. Thiếu một người như vậy sao tại sao lại kéo thiếu niên này lên núi giết chết hắn đã thấy gì mà phải bị diệt khẩu hay còn nguyên nhân khác không đúng không đúng hỏa yến nắm chặt tay thiếu niên trúng kế rồi vừa nghĩ đến đó nàng nghe thấy tiếng người phía trước có người đang gọi có ai không ở đâu bỗng nhiên bụi cây phía trước bị hất ra một tân binh hiện ra cầm đuốc trong tay đúng lúc đối mặt với hỏa yến không cần nghĩ cũng biết cảnh này rất dữ tợn trong tay nàng nắm một thanh loan đao, loan đao vẫn còn vết máu, hai tay đầy máu, bên cạnh nàng, một tân binh lương châu ngửa mặt nằm, chết không nhắm mắt, ngực có một lỗ thủng máu thịt be bét, nhìn mà kinh hãi. Tìm, tìm thấy rồi. Người lính mới kêu to, hoảng sợ lùi lại. Giết người, Hòa Yến giết người. Người tới nhanh chóng đuổi theo, Hòa Yến ngẩng đầu, thấy hơn 10 người, bao gồm Trầm Hãn, Lương Bình và một đám giáo đầu. Họ nhìn chằm chằm Hòa Yến, ánh mắt kinh nghi. Đỗ mẫu quát. Hỏa Yến, ngươi lại giết người. Không khí trong tay nàng, thi thể bên chân, đêm khuya lên núi, bộ dạng khả nghi, dù nhìn thế nào, nàng cũng giống như giết người diệt khẩu gian tế. Đây chính là món quà thật sự của người bịt mặt dành cho nàng. chương 109, Địa Lao. Người không phải ta giết, Hỏa Yến đứng lên, đối mặt với bọn họ nói. Tên tân binh hoàng sợ chỉ vào Hỏa Yến và hét lên. Nếu không phải ngươi thì là ai? Ta đêm qua đi diễn võ trường luyện cung nỏ, tình cờ gặp một người cưỡi ngựa hướng về phía Bạch Nguyệt Sơn. Tình thế lúc đó nguy cấp, ta liền đi theo. Sau khi giao đấu với hắn, hắn bỏ chạy, trước khi chạy, hắn đã ném huynh đệ này xuống. Khi ta cứu người thì hắn đã chết rồi. Thanh loan đao này từ đâu mà có?" Trầm hãn hỏi với giọng nghiêm nghị. "Là của đối phương, hắn cũng đã ném đao qua." "Hắn điên rồi sao, tự ném vũ khí của mình, ngươi nghĩ ai sẽ tin lời ngươi?" đỗ mậu không tin tưởng không ta nghĩ hắn rất thông minh hỏa yến bình tĩnh nói hiện tại có cây đao này ta liền trở thành kẻ bị nghi ngờ đưa hung khí vào tay nàng chẳng phải rõ ràng là ám chỉ nàng là hung thủ giết chết tân binh sao trầm hãn nhìn chằm chằm hỏa yến ngươi khi lên núi có mang binh khí không mang một cây thiết đầu côn hỏa yến đáp khi lăn xuống cứu huynh đệ này ta đã ném nó trên đường tổng giáo đầu có thể cho người đi tìm có lẽ vẫn còn trầm hãn ra lệnh cho lương bình ngươi dẫn người đi tìm cẩn thận một chút có gì thì phát tín hiệu lương bình gật đầu nhận lệnh hỏa yến cảm thấy mệt mỏi ngồi xuống tảng đá vết thương bên hông vẫn còn đau âm ỉ nàng thực sự cần nghỉ ngơi một lát sau lương bình cùng tân binh trở về nói với trầm hãn tổng giáo đầu không tìm thấy thiết đầu côn ta nghĩ hắn nói dối đỗ mậu cao mày lên núi chỉ mang theo thanh loan đao này hỏa yến thở dài trong lòng nếu đối phương nhắm vào nàng tất nhiên sẽ không để lộ sơ hở chắc hẳn lúc nàng cứu tân binh hắn đã nhặt thiết đầu côn đi rồi nhưng nàng cũng đã chuẩn bị một bước ta nghi ngờ người đó là hồ nguyên trung hỏa yến nói trong lúc giao đấu ta đã đánh trúng vai phải của hắn nếu về vệ sở kiểm tra sẽ thấy vai hắn có vết thương có thể ngươi đang ngụy biện một tân binh nghi ngờ nhìn nàng. Hỏa Yến nhún vai, "Lúc này ta không có vũ khí, các ngươi đông người như vậy, còn sợ ta sao? Oan uổng ta thì nhỏ, nhưng để hung thủ thực sự trà trộn trong lương châu vệ, người tiếp theo bị ám sát có thể là huynh đệ ngươi." Lời nàng nói mang đầy ý hàn khiến tân binh sợ hãi, không dám nói thêm. Mã Đại Mai nhìn Trầm Hãn, "Tổng giáo đầu, chuyện này, trước hết đưa nàng về, xem lời nàng có đúng không." Trầm Hãn nói nghe lệnh ta lập tức xuống núi. Hỏa Yến thở phào nhẹ nhõm, may mà Trầm Hán vẫn là người hiểu lý lẽ, không đánh nàng một gậy chết tươi. Khi xuống núi, không khí có chút buồn bực vì cái chết của một đồng bọn. Hỏa Yến hỏi Mã Đại Mai. Mã giáo đầu, sao các ngươi lại lên núi? Mã Đại Mai mặt mang ba phần ý cười, vẻ mặt và ái đáp. Một tân binh nửa đêm thấy người cưỡi ngựa hướng Bạch Nguyệt Sơn, báo tổng giáo đầu. Tổng giáo đầu giao cho chúng ta lên núi điều tra. Trước khi đến, chúng ta không biết người đó là ngươi. Hỏa Yến thầm nghĩ, quá trình này giống hệt như khi nàng truy đuổi kẻ bịt mặt. Trong lòng nàng có vài phần không đúng, nhưng không nói gì thêm. Ngươi nói ngươi đã giao đấu với đối phương. Mã Đại Mai hỏi. Thân thủ hắn thế nào? Rất tốt, nếu không phải ta bị thương, có lẽ đã bắt được hắn. Nhưng hắn giảo hoạt, dùng thi thể đồng bào để dẫn ta đi bản thân thì trốn thoát. Hỏa Yến nói với giọng căm phẫn. Mã Đại Mai cười hỏi. Thiếu niên lang, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng không thể không hỏi, ngươi có gì đặc biệt để đối phương tốn công tính kế ngươi? Có gì đặc biệt? Hỏa Yến suy nghĩ kỹ lại, nàng tiện trí giúp người, không có xung đột với tân binh, chỉ có vài ngày trước đùa giỡn. Với Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung có thể là người duy nhất trong lương châu vệ có địch ý với nàng. Nhưng nàng đã làm gì? nàng chưa bao giờ trực tiếp hỏi về lai lịch của hắn, chỉ nói bóng gió vài câu, dù nghi ngờ hắn là người Khương, cũng chưa từng biểu lộ. Nếu đây là lý do hắn hãm hại nàng, chẳng phải là quá vô lý. Suy nghĩ, cuối cùng xuống núi về tới Lương Châu Vệ. Hơn nửa đêm, Lương Châu Vệ náo nhiệt lên. Hỏa Yến bị giám sát, đi đến phòng Hồ Nguyên Trung. Người trong nhà đang ngủ, bị gọi dậy, đều có vẻ ngạc nhiên. Tiểu Mạch ngơ ngác hỏi. Hôm nay sao dậy sớm vậy, vẫn chưa tới giờ mà. Thấy rõ người đến, nàng kinh ngạc đến mức suýt làm rơi dày. Hỏa Yến không chần chừ, nhìn kỹ vào cái bóng bên tường, lòng trùng xuống. Trên giường cuộn tròn một người, đang ngủ say, bị đánh thức thì chậm rãi ngồi dậy, là Hồ Nguyên Trung. Hắn thật sự ở trong phòng. Trầm Hãn hỏi, "Có ai thấy Hồ Nguyên Trung ra ngoài đêm nay không?" "Không, không có." Hồ lão đệ chân bị thương, mỗi ngày ngủ sớm hơn chúng ta. Chưa từng thấy hắn ra ngoài. Hỏa Yến nhìn về phía Hồng Sơn, Hồng Sơn khe khẽ lắc đầu. Thật sự không ra ngoài. Trầm hãn bước tới, nhìn không ra biểu cảm gì. Cởi áo ra. Hồ Nguyên Trung không hiểu, nhưng thấy trầm hãn mặt nghiêm trọng, liền do dự cởi áo. Chỉ thấy vai phải ngoài vết xước nhỏ do bụi cây, không có gì khác. Nếu bị thiết đầu côn đánh chúng, ít nhất phải bầm tím một mảng lớn nhưng vai hắn không có gì không phải hắn hỏa yến trừng mắt càng thêm lo lắng đây là một âm mưu lớn không chỉ có mình hồ nguyên trung tham gia mà còn có nội ứng khác trong lương châu vệ trầm giáo đầu nàng lạnh lùng nói người kia có lẽ đang trong lương châu vệ cần điều tra ngay ta nghĩ ngươi mới đáng nghi nhất một giáo đầu nói ngươi luôn miệng nói hồ nguyên trung giết người giờ hắn vô tội ngươi lại đổi người khác ngươi muốn kéo dài thời gian đến bao giờ ta không nói sai hỏa yến nhíu mày chỉ cần điều tra toàn bộ lương châu vệ sẽ biết ta không giả im ngay trầm hãn quát mọi người im lặng hỏa yến nhìn trầm hãn ngươi không tin ta ta chỉ tin mắt mình trầm hãn nói đưa nàng vào địa lao hỏa yến ngươi có thể giam ta nhưng phải điều tra rõ sự thật nếu không lương châu vệ sẽ gặp đại nạn ngươi còn nguyền rủa người khác một giáo đầu tức giận nói quá kiêu ngạo Hỏa Yến bị giải đi, những người còn lại muốn hỏi nhưng không dám. Tiểu Mạch và mọi người thần sắc lạnh lùng, hồ nguyên trung nghi hoặc hỏi. "Trầm giáo đầu, đã xảy ra chuyện gì? Có người chết sao?" Trầm Hãn không nói, quay người ra khỏi phòng, theo sau là các giáo đầu mặt nghiêm trọng. Lương Bình do dự hỏi, "Tổng giáo đầu, ngươi tính sao với Hỏa Yến?" Dù sao cũng là thuộc hạ mình, Lương Bình không muốn tin Hỏa Yến có ý đồ xấu, nhưng nhân chứng vật chứng đều có không thể giúp nàng. Việc này trọng đại, Hoa Yến thân phận không bình thường. Trầm hãn nói. Trước giam giữ, chờ đô đốc về xử lý. Đúng. Địa lao lương châu vệ không lớn, ẩm ướt và tối tăm, rét lạnh thấu xương. Không có giường, chỉ có rơm giả, chăn mỏng rách nát. Hỏa Yến ngồi trên đất, đánh giá xung quanh. Trong lao chỉ có nàng, khóa đặc chế không dễ mở. Sống lại một đời, còn chưa kịp đại triển thân thủ, đã bị giam vào đây, vốn nên cảm thán, nhưng giờ Hòa Yến không có tâm trạng. Nàng xác định Lương Châu vệ có nội gian, biết nàng hay đi diễn võ trường, nên bố trí người chờ nàng. Đêm lên núi, giết tân binh, để gán tội mưu đồ làm loạn. Cho nàng, nếu như trương đài đầu kia người ô tha quấy dối là giả, chỉ để dẫn tiêu giác đi, Lương Châu vệ như trên thất thịt cá, chỉ chờ bị giết. Tiêu giác đã đi 20 ngày, nếu tình báo là giả, đến Lương Châu Vệ cũng mất 10 ngày. Đối phương sẽ động thủ trong thời gian này, và Hòa Yến bị nhốt, không ai tin nàng. Trầm hãn đưa nàng vào địa lao, Hòa Yến nghĩ đến giao đấu, thoát khống chế. Nhưng như vậy, sẽ bị coi là giết người thật, nàng không muốn mang tội giết người. Lương Châu Vệ các tân binh là đồng bản, nàng không muốn sống một mình nhìn họ chết. Ván cờ này, không biết lúc nào, sẽ thành từ cục. Dân tộc Khương đã bị nàng bình định, binh sĩ tổn thương nặng, không có 10 năm không thể ngóc đầu, sao lại dám cờ hiểm này? Hỏa Yến không hiểu. Đúng lúc này, có tiếng ồn ào bên ngoài, thả ta vào, ta chỉ nói vài câu. Cha ta là phó đô ti tống đại nhân, xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm? Là giọng tống đào đào. Hỏa Yến giật mình, tống đào đào thường đưa bánh kẹo, không ngờ ngay cả nàng cũng biết chuyện. Bên ngoài thủ vệ nói gì đó, tống đào đào không chịu ngươi dám cản ta thử xem ta sẽ nói tiêu nhị công từ ngươi phi lễ ta một tiếng rơi xuống sau đó tống đào đào xuất hiện tống cô nương hỏa yến cười tống đào đào vội vàng đưa hai cái màn thầu ta nghe trong mục không có cơm ăn ta sợ không thể ngày ngày đến đưa ngươi hai cái tiết kiệm mà ăn lúc này mọi người đều coi nàng là hung thủ tiểu cô nương này vẫn lo nàng đói hỏa yến cảm động tống cô nương ngươi không nên tới. Ta sao không tới, ta nghe ngươi giết người. Người không phải ta giết. Tống đào đào gật đầu, ta đoán thế. Người tốt bụng như vậy, gặp chuyện bất bình đều giúp, sao lại giết người. Nhất định bị hại, người yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Hỏa Yến giờ khóc giờ cười, tống cô nương, đừng lẫn vào chuyện này. Cô nương này cố chấp, ngươi là ân nhân cứu mạng, cha ta nói ân phải trả. Bây giờ lương châu vệ giáo đầu cố chấp, không nghe lời ta chờ tiêu nhị công tử về ta sẽ nói hắn giúp ngươi hỏa yến nghĩ chờ tiêu giác về đã muộn nàng nhìn tống đào đào tiểu cô nương nghiêm túc hỏa yến muốn cười nhưng không nổi nếu dân tộc hương đến tống đào đào rơi vào tay họ sẽ ra sao hỏa yến không rét mà run tống cô nương nàng nói người muốn giúp ta nhờ ngươi một việc chuyện gì tống đào đào nhìn nàng Hỏa Yến thở dài, cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Trong phòng Trầm Hán, Trình Lý Tố đang tranh cãi với Trầm Hán. Trình Tiểu Công Tử, này về đi, không có đô đốc mệnh lệnh, ta không dám thả Hỏa Yến. Trầm Hán bất đắc dĩ. Trình Lý Tố ngồi chắn cửa không cho ra, nói. Trầm giáo đầu, tin ta, Hòa Đại ca không thể là hung thủ. Đỗ Mậu đứng bên cạnh, nói. Tiểu Công Tử, mọi người biết ngài cùng Hòa Yến giao tình nhưng chúng ta có nhân chứng vật chứng dù đô đốc cũng phải theo quy củ hiện tại chưa nói hòa yến tội chờ đô đốc về quyết định nhưng cứu cứu không ở đây trình lý tố la lên các ngươi nói dễ biết địa lao lạnh lắm không hòa đại ca một mình trong đó sợ lắm trình lý tố lời này như từng dạo qua địa lao hòa yến không chắc sợ với tính nết có lẽ không để việc này vào lòng không cần để việc này vào lòng không cần trình lý tố lo lắng trầm hãn thái độ kiên quyết, trình lý tố đành nhượng bộ. Không thả hắn, ta có điều kiện. Trầm hãn hỏi. Tiểu công tử có gì phân phó? Trong địa lao ăn uống keo kiệt, đại ca ta chịu không nổi, ngày bình thường ăn gì, trong lao cũng phải cung ứng. Đắp thêm chăn mền, nước nóng hàng ngày. Trình tiểu công tử. Trầm hãn cắt ngang. Cái này không hợp quy củ. Cái này không được, các ngươi muốn sao? Nếu không, ta tự đi. Đối xử với đại ca ta thế, sẽ hối hận nói xong, quay người chạy xa. cửa bị ném. bang. trầm hãn nhịn không được đau đầu. cái tuổi này tiểu công tử bị làm hư, thật là khó chịu nổi. tiêu giác ngày thường lạnh lùng khắc nghiệt, mà ở cùng trình lý tố lâu như vậy, cũng là rất kiên nhẫn. trong phòng các giáo đầu nhìn trầm hãn. lương bình hỏi: tổng giáo đầu giờ làm gì? trong quân doanh chết một người, dù giam hỏa yến, lời nàng nói cũng làm mọi người băn khoăn. nếu lương châu về có nội gian đến bây giờ, người kia vẫn giấu trong tân binh, không vì vui mà giết người. Người này là ai, chủ tử là ai, mục tiêu là gì, khi nào lộ ra chân tướng, tất cả không biết. Người này có thể là hỏa yến, có thể là người khác. Nếu là hỏa yến dễ xử lý, nếu là người khác, liền việc lớn không tốt. Tìm người nhìn chằm chằm hồ Nguyên Trung. Trầm hãn nói. Nếu hỏa yến nói thật, người này tất có động tác. Mã Đại Mai hỏi đô đốc mấy ngày nay có gửi thư trầm hãn lắc đầu ánh mắt lo lắng trường đài đầu kia không truyền tin tức rất ít gặp a à. chỉ mong không có chuyện gì không tốt trình lý tố ra ngoài gặp tống đào đào hắn đầy tức giận gặp tống đào đào không chỗ phát tiết ai bảo ngươi đụng vào tống đào đào lườm hắn mặc kệ ngươi đi thẳng dừng lại tống đào đào quay đầu hỏi làm gì ngươi đi tìm lão trầm Trình Lý Tố chỉ hướng trầm hãn phòng. Tống Đào Đào dứt khoát, làm sao, không được a? À? Trình Lý Tố có sức lực. Nguy cầu tình cho đại ca ta. Tống Đào Đào nhìn hắn, mặc dù không thích Trình Lý Tố, nhưng không thể không thừa nhận tiểu tử này thật để ý hỏa yến. Nhân tiện nói, phải thì sao? Đừng nói nữa. Trình Lý Tố khoát tay, bộ uể hoài. Ta vừa từ lão trầm ra, người này cố chấp, nói hết lời, không tin hòa đại ca không giết người cũng không chịu đưa ăn và chăn mền ngươi ngốc a à, tống đào đào giận dữ bọn họ không đáp ứng ngươi không tự làm sao lại nhìn trình lý tố ủ rũ tức giận nói ta vừa đi qua đưa màn thầu cho hòa đại ca ngươi không cần lo thật trình lý tố sáng mắt không nghĩ ngươi rất nghĩa khí tống đào đào cười lạnh được trình công tử coi trọng nói xong tiếp tục đi ai 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 trình lý tố ngăn lại ngươi làm sao phải đi tìm lão trầm? người này không đáng tin, không bằng dựa vào hai ta. vì hòa yến, hai người này trở thành hai ta. nếu hòa yến ở đây, chắc không tin lỗ tai mình. ta cũng nghĩ vậy. ai bảo hòa đại ca tin hắn? tống đào đào bất đắc dĩ, ta nhận ủy thác là hòa đại ca bảo ta đi tìm trầm giáo đầu. đại ca bảo ngươi? trình lý tố sừng sốt. đúng, tống đào đào vòng qua hắn, đừng cản ta làm việc, ta đi trước. Nói xong không quan tâm Trình Lý Tố, đi thẳng. Đi hai bước lại quay lại, bên người Trình Lý Tố, Tống Đào Đào hạ giọng, Hòa Đại Ca nói, mấy ngày nay ngươi ở Lương Châu vệ, đừng đi lung tung, nếu có tân binh tìm ngươi, đừng đi, theo Trầm giáo đầu. "Lão Trầm?" Trình Lý Tố nhíu mày, tại sao phải theo hắn? Ta phiền hắn còn không kịp. "Đây là Hòa Đại Ca bàn giao." Tống Đào Đào giận tái mặt, "Ngươi thật tốt nghe lời." Nàng nhớ thiếu niên kia đứng trong địa lao lo lắng nói, Lương Châu vệ có gian nhân, ta không có ở đây, theo trầm hãn, để hắn bảo hộ các ngươi. Cần phải muôn vàn cẩn thận. chương 110, Kinh Biến. Hỏa Yến đã bị giam trong địa lao hai ngày. Trong hai ngày này, ngoài trầm hãn đến thăm một lần, không ai khác xuất hiện. Ngay cả khi trầm hãn đến, anh cũng không nhắc gì về tình hình bên ngoài, nghĩ rằng tạm thời không có chuyện gì xảy ra. Càng như vậy, Hỏa Yến càng cảm thấy không thích hợp. Tiếc rằng, địa lao lương châu vệ rất kiên cố nàng khó có thể nghĩ ra cách trốn thoát tống đào đào và trình lý tô có lẽ bị giám sát hai ngày nay không thấy bóng dáng họ ăn ngủ kham khổ đối với hỏa yến không phải là điều quá khó chịu theo thời gian trôi qua nguy cơ không nhìn thấy dần đến gần mới thật đáng sợ chỉ tiếc bây giờ còn chưa có ai phát hiện ra điều đó lúc nửa đêm tuyết bắt đầu rơi bông tuyết lớn như lông ngỗng từng mảnh bay múa rơi vào thân người áo bông cũng không thể ngăn nổi cái lạnh thấu xương. Hai tên lính gác đứng trên đài lầu, lạnh đến mức phải xoa xoa đôi bàn tay, hà hơi vào lòng bàn tay, tạo ra một làn hơi trắng nhanh chóng tan biến trước mắt. Lương Châu vệ hoàn toàn yên tĩnh, vào đông vệ sở không bằng mùa hè náo nhiệt, không có tân binh tắm đêm ở ngũ lục hà, cũng không có tiếng ồn ào, chỉ có tuyết tan trên mặt đất lạnh. Ta đi nhà xí một lát. Một tên lính gác rậm chân. Nhìn không nổi. Đồng bản thúc giục đi nhanh về nhanh. Người này để gõ trống, sách thanh đao quay người đi nhà xí. Tuyết rơi lớn, chỉ chốc lát đã tích thành một lớp dày, hàn khí theo chân bò lên đầu. Lính gác dùng mình, vội chạy vào trong nhà xí. Ngoài nhà xí có bó đuốc, trước đó có một tân binh nửa đêm đi tiểu, không thấy rõ đường, trượt ngã bị thương, sau đó trầm hãn cho người thắp đuốc ở đây, chiếu sáng đường. Lính gác đi vào, bên trong cũng có một người, hắn nhìn người kia một chút, cười nói ngươi cũng dậy sớm vậy đối phương cười đáp vừa mới tới quá lạnh nếu không phải nhịn không nổi ta cũng không đi chuyến này lính gác phàn nàn sau khi giải quyết xong hắn nâng quần định đi ra ngoài người kia cũng xong việc đi theo sau cửa ngoài có bó đúc chiếu bóng lung lay lính gác nhìn thoáng qua thấy bóng đen phía sau đã giang hai tay ra trong lòng giật mình định hô to nhưng một tay bịt miệng hắn lại người sau lưng thuận tay rút đao chém mạnh vào cổ hắn máu văng tung tóe thân thể ngã xuống không còn hơi thở bóng đen không do dự kéo thi thể lính gác đi tuyết rơi lớn che phủ vết máu một nén nhang sau lính gác mới lại xuất hiện hắn nắm một ít tuyết lau sạch máu trên đao đeo lại bên hông chỉnh sửa mũ mềm hướng về đài lầu đi đến trên lầu đồng bạn chờ không kiên nhẫn nghe động tĩnh thấy lính gác trở về thở phào mắng làm gì mà lâu vậy đi lười biếng hả lính gác lắc đầu cúi đầu hà hơi đồng bạn thấy thế cũng xoa xoa đôi bàn tay trời lạnh quá lính gác kéo mũ mềm xuống thấp đồng bạn mắng người nghĩ kéo mũ xuống thì không lạnh sao kéo lên nhìn cũng không thấy còn thủ đêm gì nữa hắn định nhấc mũ lính gác lên nhưng ngay khi đến gần bỗng ngây người lính gác mặc y phục khác biệt cổ áo có vết đỏ không phải bút tích cũ vẫn đang loang rộng vừa rồi khi ở nhà xí không thấy Đồng bạn nhìn lính gác, định rút đao, nhưng chậm một bước. Đối phương đã có hai thanh đao, một đâm vào ngực, một cắt yết hầu. Đồng bạn ngã xuống, hung thủ quay người rời đi. Lính gác bỏ trên đất, cố gắng nhặt rùi trống để báo động nhưng bị chém đứt tay phải. Hung thủ quay lại, nói nhỏ. Suýt nữa quên mất. Bên kia có người hô lớn. Quy, các người không sao chứ? Người này ép mũ mềm, vẫy tay. Không có việc gì, ngã một phát máu chảy khắp nơi, lính gác mở to mắt, triệt để đã chết. Đêm như thâm uyên, ép tới gần toàn bộ lương châu vệ. Sáng hôm sau, các tân binh bắt đầu dùng cơm và chạy bộ sáng sớm. Hồng Sơn và Tiểu Mạch ăn cùng, không lâu sau, Vương Bá, Hoàng Hùng và Giang Giao cũng đến. Hoàng Hùng hỏi. Hòa Yến vẫn chưa được thả. Hồng Sơn lắc đầu. Không thể tiếp tục như vậy. Giang Giao nói. Mấy ngày nay lạnh lạ thường, trong địa lao không có gì, dù không đông chết cũng sẽ ra bệnh. Người nghĩ đô đốc về sẽ thả họa yến. Vương bá hỏi. Khó nói. Thạch đầu đáp. Vì sao? Vương bá kỳ lạ. Toàn bộ lương châu vệ đều biết hòa yến giết người, nhưng không ai tìm ra chứng cứ nàng không giết. Hồng Sơn thở dài. Cần gì chứng cớ, hắn không ngu, giết không chôn lưu lại thi thể cho người ta bắt tang, đây là chứng cứ. Tiểu mạch nhỏ giọng nói. Quá gượng ép. Vương bá trừng mắt. Chỗ nào gượng ép, ngươi nói thử xem. Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng ồn, có người kêu. Người chết, nhanh tìm dáng đầu. Mọi người ra ngoài, thấy một tân binh kêu lớn. Diễn võ trường, lính canh đều chết. Mọi người biến sắc, chạy đến diễn võ trường. Máu chảy thành sông, tuyết ngừng, vết máu bị vùi lấp, kết thành băng. Mười mấy lính gác đều chết, thi thể bầy lộn xộn như trồng chất heo dê. Tất cả bị cắt hết hầu rất thê thảm. Một thi thể mặc lính gác y phục, tay phải bị chém đứt, cố gắng gõ chống báo động trước khi chết. Tân binh nhìn đồng bạn bị giết, lòng đầy căm phẫn, có người nói. Ai làm, nếu ta phát hiện, ta tất. Một giọng nói cắt ngang. Người tất thế nào? Từ diễn võ trường, một mảnh kỵ binh đến, chừng vài trăm người, cầm đầu là nam từ tóc dài, khôi ngô, cưỡi ngựa, tay nắm loan đao. Hắn cười, mang theo huyết khí làm người sợ hãi các ngươi là ai tân binh hỏi thủ lĩnh cười nói với tân binh nếu ngươi phát hiện ngươi tất thế nào tân binh run rẩy đáp ta sẽ lấy lại công đạo cho chiến hữu có đúng không hắn cười giương loan đao chém xuống một bóng người lướt qua đỡ được nhưng bị đánh lui mấy bước là trầm hãn trầm giáo đầu tân binh kêu lên tổng giáo đầu đến rồi tổng giáo đầu nam tử nhìn trầm hãn ngươi là lương châu vệ tổng giáo đầu các hạ là ai trầm hãn mặt trầm ta là nhật đạt mộc tử nghe nói đại ngụy tướng môn gia tướng phong vân tướng quân tiêu hoài cần bách chiến vô địch chuyên tới để lĩnh giáo tiêu hoài cần không dám nghênh chiến ngươi nói bậy bạ một tân binh phản bác ngươi biết đô đốc không có ở đây mới dám im miệng đỗ mậu quát không có ở đây nhật đạt mộc tử nhíu mắt thật không khéo các giáo đầu nhìn nhau lòng dân chìm người này biết tiêu hoài cần không có ở đây mới đến khiêu khích chỉ là mấy trăm người đối mặt lương châu mấy vạn phải chăng có âm mưu khác lính gác bị giết không thể là địch trừ phi có nội gián mã đại mai nói nhỏ hòa yến nói thật hòa yến nói thật nhưng họ vẫn nghi hồ nguyên trung không có dị động nếu hắn còn có đồng bọn trong tân binh mọi thứ đều rõ bảy trận trầm hãn phân phó mấy vạn tinh binh lộ ra vũ khí Nhật Đạt Mục Tử thấy, cười to. "Tổng giáo đầu, ta không đến để chiến tranh. Các hạ là người Khương, nhiều năm trước, Phi Hồng tướng quân cùng dân tộc Khương giao chiến, ta cho rằng dân tộc Khương đã không có dị tâm. Giết hơn 10 người, không phải để giao chiến, dù sao cũng không phải cầu hòa." Nhật Đạt Mục Tử sắc mặt đổi, nhìn trầm hãn, cười. "Ta chỉ muốn luận bàn với Tiêu Hoài Cẩn, ai ngờ đêm qua lính gác không hữu hảo, tranh chấp, bất đắc dĩ giết hết." tưởng rằng tiêu hoài cần mang binh, không ngờ không chịu nổi một kích, khi chết không kêu một tiếng. Các tân binh cam phẫn. Tổng giáo đầu, ta chỉ muốn luận bàn. Hắn nhìn trầm hắn sau lưng tân binh. Nếu tiêu hoài cần không lên, các ngươi giáo đầu lên cũng được. Lương bình tiến lên. Các hạ quá đề cao bản thân, dùng cái gì chắc chắn chúng ta muốn nghênh chiến. Không nguyện ý. Nhật đạt mục tử phủi tay, từ xa đến mấy người, có người dãy ruộng. Thả ta ra trầm hãn biến sắc dị tộc binh sĩ sách trình lý tố và tống đào đào hai tay hai chân bị trói hình dung chật vật trầm giáo đầu trình lý tố kêu bọn họ là ai tại sao trói chúng ta trầm hãn biết đã phái nhiều người canh giữ nhưng bọn họ vẫn bị bắt thực lực đối phương không thể khinh thường bắt trình lý tố và tống đào đào để chế ước lương châu vệ có thể thấy quen thuộc hiện tại nhật đạt mục từ hài lòng nhìn trầm hãn giáo đầu còn nguyện ý luận bàn sao? Tống đào đào hô. Không thể luận bàn, bọn họ tất nhiên có trá. Trầm hãn nói. Tốt, sảng khoái. Nhật đạt mục tử ngồi thẳng. Thời tiết quá lạnh, ta lười nhiều lời, liền ba trận. Các người chọn ba người. Hắn nói với người sau lưng. Các huynh đệ, ai nguyện ý lên? Một người nói. Thống lĩnh, quá lạt nguyện ý xuất chiến. Người này cực kỳ tráng kiện, dân tộc hương nổi tiếng thể trạng cường tráng hắn trẻ cao lớn hung tướng cầm loan đao không dễ chọc tốt nhật đạt mục tử quát ngõ lạt dũng mãnh không hổ là dân tộc khương nhi lang hắn nhìn trầm hãn các ngươi đây ngõ lạt to lớn hung tàn lương châu vệ không ai dám ứng chiến giáo đầu lên nha nhật đạt mục tử cười chiến trường là lúc tốt cho tân binh học hỏi lương bình cắn răng định lên tiếng một giọng nói vang lên ta tới một tiên phong doanh thiếu niên tân binh vệ hoàn trầm hãn nhớ người này đao thuật xuất sắc nhưng ôn nhu ngại ngùng không bằng lôi hậu trầm hãn khẽ giật mình lôi hậu đâu ngươi sao nhật đạt mục tử nhìn vệ hoàn ngoài cười nhưng trong không cười can đảm lắm vệ hoàn tiến lên ta nguyện luận bàn ngõ lạt cười nhìn diễn võ trường đài cao nếu ta chém đứt ngươi cổ thuộc hạ có thể thấy gió rất tốt vệ hoàn thần sắc không thay đổi võ là cười ha ha, nhảy lên đài cao. Đến chiến. Diễn võ trường đài cao, những ngày này đã từng có vô số người đi lên, là lương châu vệ tân binh luận bàn, dưới đài xem trò vui, tâm tình nhẹ nhõm, nhìn sơ suất và đặc sắc, mỗi trận đều có thu hoạch. Vì biết cắt như vậy còn rất nhiều. Không có một trận giống hôm nay một ngạt, Nhật Đạt Ngục Tử đột nhiên nhớ ra. Tổng giáo đầu, quên nói, chúng ta dân tộc Khương quy củ trên sinh tử đài, sinh tử bất luận, đến một bên chết mới phân thắng bại. Cái gì? Lương Bình giận dữ. Chiến sĩ phải có tùy thời chiến tử giác ngộ, là trí cao vô thượng vinh quang. Nhật đạt mục từ lạnh lùng. Không có ngoại lệ. Trên đài, vệ hoàn rốt đao, nhẹ gật đầu. Trong địa lao, âm u ẩm ướt, cửa ra vào thủ vệ không thấy, trong lao tĩnh mịch, tiếng bước chân lộ ra trói tai. Bóng đen từ bậc thang, từng bước đi xuống bó đúc chiếu nhẹ dung có người cuộn thành đoàn tựa ngủ lạnh cực thụ phong hàn môi trắng bệch bóng đen dừng trước mục hỏa yến trên đất một chén không bên trong giả không biết nước hay cơm liếm sạch sẽ chăn mỏng ngắn không che hết người cuộn thành đoàn lộ chân nàng run lên sắc mặt bạch bóng đen nhìn đưa tay mở khóa bước vào thiếu niên không nhúc nhích một lát sau bóng đen chậm rãi bao trùm tới thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lộ ra mắt hắc bạch phân minh, thanh tỉnh cực kỳ. Ngươi, hắn nói một chữ, đau chưa rơi, dưới thân đau xót, bị một cước đạp, quỳ dạp xuống đất, lụa trắng ghim cổ, hỏa yến thanh âm. Ta chờ ngươi đã lâu, lôi hậu. Lôi hậu bị ghim, hỏa yến khí lực lớn, đè chân, không động đẩy. Hỏa yến buông tay, lôi hậu hô hấp, bưng cổ thở, hỏa yến đổ vào miệng hắn thứ gì. Lôi hậu uống, run lên, bất tỉnh, hỏa yến đá hai lần, xác nhận không động, kéo lôi hậu vào góc trói lại ngày đó nàng hỏi tống đào đào có vũ khí tống đào đào chỉ có mông hãn dược thuận từ trầm mộ tuyết hỏa yến lấy làm ngựa chết làm ngựa sống nàng còn mượn đai lưng tống đào đào đặc thù vài vóc rất bền giống dây thừng hỏa yến biết đối phương muốn giết nàng vào địa lao sẽ bị giết người diệt khẩu vũ khí bị đoạt chỉ còn mông hãn dược và đai lưng sáng nay không ai đến đưa điểm tâm rất kỳ lạ trầm hãn không cho tống đào đào bọn họ đến nhìn nàng nhưng không khắt khe thức ăn vệ sở chú ý đúng giờ thời gian này không người tới tất nhiên có chuyện hỏa yến trong lòng lo lắng không biết bên ngoài thế nào về sau tỉnh táo biết đối phương sẽ tới giết diệt khẩu tống đào đào trước khi đi đưa hết mọi thứ cho hỏa yến trong đó có hộp son hỏa yến bôi lên mặt cuộn thành đoàn như bệnh nặng không nổi tù nhân tiếng bước chân trước mắt một màn này Hỏa Yến kéo lôi hậu đến góc, nằm hướng tường. Mông hãn dược hiệu lực 8 canh giờ, thời gian ngắn lôi hậu không tỉnh. Nàng ra khỏi ngục, khóa cửa, lôi hậu thành tù nhân. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.